bài này chúng ta xem xét về lực động điện và ổn định động của khí cụ điện và các thiết bị điện. Lực động điện là gì? Đó là cái lực tác động tương hỗ giữa các phần tử mang điện. Khi các phần tử mang điện mà nó ở gần nhau thì nó sẽ có các cái lực tương hỗ. Thì phần này trong cái nội dung của chủ đề 4 file PDF và file video thì thầy cũng đã nói rõ về cái phần này rồi. Cái lực động điện này nó sẽ có cái chiều lực tác động như thế nào? Thì đối với lại cái lực đó thì người ta sẽ xác định cái chiều của lực theo quy tắc bàn tay trái. Theo quy tắc bàn tay trái. Cái quy tắc này thì các em khi mà học phổ thông vật lý phổ thông các em đã biết cái quy tắc này rồi. Đối với lại hai dây dẫn cùng chiều song song và dẫn dòng điện cùng chiều song song đó, thì khi mà có cái dòng điện đi trong hai dây dẫn, hai cái dây dẫn này nó hút nhau, và ngược lại nếu như hai dây dẫn ngược chiều nhau thì nó sẽ đẩy nhau, tức là lúc này đó cái lực nó sẽ đẩy hai cái dây dẫn đi ra xa nhau. Đối với lực động điện này nó có lợi và cũng có hại. Có lợi đó thì người ta sẽ sử dụng như thế này, một số những cái ứng dụng của lực động điện. Chúng ta thấy rõ nhất đó là người ta ứng dụng ở trong công tắc tơ và rơ le điện tử. Cấu tạo của công tắc tơ rơ le điện tử này đó là nó có cái cuộn dây. Khi mà có dòng điện đi vào cuộn dây thì nó sẽ hút các cái tiếp điểm của công tắc tơ chập lại, hoặc là rơ le cũng vậy. Nếu như tiếp điểm đó là tiếp điểm thường mở thì tiếp điểm đó nó sẽ đóng vào, còn nếu như tiếp điểm là tiếp điểm thường đóng thì tiếp điểm nó sẽ mở ra. Đó là cái ứng dụng vào công tắc tơ rơ le điện tử. Rồi người ta cũng ứng dụng cái lực động điện này vào cấu tạo của chuông điện. Chuông điện cũng là một ứng dụng của lực động điện. Một ứng dụng khác của lực động điện trong giao thông vận tải đó là người ta chế tạo ra các tàu đệm từ trường. Chúng ta biết những cái tàu đệm từ trường này tốc độ rất cao, và lực động điện này nó sẽ tạo ra một cái lực để nâng cái tàu này lên cách đường ray một cái khoảng cách nhất định. Như vậy cái tàu này nó sẽ chạy trên một cái lớp đệm, ta gọi đệm từ trường, và thực chất nó là không khí. Vì vậy cho nên là cái lực ma sát của tàu này nó rất là nhỏ, nhưng tốc độ của tàu nó rất là nhanh. Hiện nay đó, cái tốc độ của cái con tàu lớn nhất nó có thể lên 600 km/h. Thiên tài về điện Eric Ludwig đã phát triển động cơ điện tuyến tính đầu tiên, tạo ra hiệu ứng mà sau này ông gọi nó là dòng sông từ tính. Một ứng dụng khác nữa của lực động điện trong quân sự là hiện nay người ta đang nghiên cứu cái chế tạo ra cái pháo từ trường. Đây là hình ảnh của một cái pháo từ trường do Mỹ đang nghiên cứu chế tạo. Pháo này đó nó có thể bắn ra những cái viên đạn có tốc độ trên 6.000 mét trên giây, tức là khoảng 6 km trên giây, tốc độ rất lớn. Đối với lại súng thường bình thường, pháo bình thường thì tốc độ nó cỡ vào khoảng 1.000 mét trên giây thôi. Pháo này nó có cái tốc độ rất lớn, vì vậy cho nên cái sức phá hủy của pháo này, viên đạn pháo này nó rất lớn. Các em có thể lên trên mạng, các em tìm cái từ khóa railgun nhé, là chúng ta sẽ tìm những cái thông tin liên quan đến pháo từ trường này. Pháo từ trường này hiện nay đang phát triển, Mỹ đang nghiên cứu, rồi Trung Quốc, Nga đang nghiên cứu phát triển cái loại pháo từ trường này.
đang nhìn thấy uy lực kinh hoàng của một khẩu Railgun, thứ được mệnh danh là món vũ khí của tương lai. Railgun là một thế hệ vũ khí hoàn toàn mới, sử dụng lực điện từ, một trong bốn loại lực cơ bản của vũ trụ, để phóng một đầu đạn với tốc độ cao hơn nhiều so với một đầu đạn được phóng bởi chất nổ thông thường. Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đang liên tục thử nghiệm những khẩu pháo điện từ và đạt được những kết quả tích cực. Railgun nhận được sự chú ý của dư luận vài năm trở lại đây nhờ những thử nghiệm thành công và các video cho thấy sức mạnh đáng sợ của chúng ở trên YouTube. Tuy nhiên, các nghiên cứu về súng và pháo điện từ thì đã bắt đầu từ vài thập kỷ trước. Về cơ bản thì Railgun chuyển đổi năng lượng điện thành động năng thông qua việc tạo ra một từ trường có thể tăng tốc một đầu đạn. Chúng có cấu tạo khá đơn giản. Hai thanh dẫn điện song song gọi là đường dây, rail, được kết nối với một nguồn điện siêu to khổng lồ. Hai đường dây đóng vai trò như nòng của một khẩu súng hay pháo thông thường. Ở giữa hai đường dây là armature, tạm dịch là phần ứng hay phần lõi. Phần lõi kết nối hai đường dây và đóng kín mạch. Nó cũng là nơi chứa đầu đạn của khẩu pháo. Trong video bắn thử, ta có thể thấy rõ phần lõi đang bung ra, giải phóng đầu đạn. Khi dòng điện đi qua hai đường dây, nó tạo ra một từ trường. Khi dòng điện chạy qua phần lõi cũng vậy. Sự tương tác của hai dòng điện vuông góc này thông qua từ trường tạo ra thứ được gọi là lực Lorentz, hay chính là lực điện từ. Dành cho bạn nào chưa biết thì lực Lorentz là lực tổng hợp của lực điện và lực từ tác dụng lên một điện tích điểm chuyển động trong trường điện từ. Trong trường hợp của Railgun, lực điện từ chính là thứ đẩy phần lõi chứa đầu đạn về phía trước. Về mặt bản chất thì pháo điện từ chính là một động cơ tuyến tính, kiểu nó giống như một động cơ điện bị bổ vào giữa và sau đó giải phẳng giá. Nếu như trong một chiếc động cơ điện, rotor là bộ phận quay, còn starter là phần đứng yên, thì ở một chiếc động cơ tuyến tính, rotor là bộ phận đứng yên, còn starter lại là bộ phận chuyển động. Và chuyển động ở đây cũng là chuyển động trượt theo chiều dọc, chứ không phải là chuyển động quay. Như vậy thì một động cơ tuyến tính sẽ không sản sinh ra moment xoắn, mà thay vào đó sẽ sản sinh một lực tuyến tính dọc theo chiều dài của nó. Nói vậy có nghĩa là một khẩu pháo điện từ càng dài thì viên đạn sẽ có vận tốc càng lớn. Ừ mà trước khi bạn nghĩ tới một khẩu pháo điện từ dài tới mặt trăng thì xin nhắc lại rằng Railgun chuyển đổi năng lượng điện thành động năng, nghĩa là viên đạn nhanh hay chậm, ngoài độ dài hay thanh ray còn phụ thuộc vào nguồn năng lượng bạn có thể cung cấp cho khẩu pháo điện này. Và đó là lúc mà câu chuyện trở nên bớt vui, bởi Railgun là những khẩu pháo quá tốn điện. Hiện nay Railgun được thiết kế để có thể cung cấp vận tốc đầu nòng từ 2.000 đến 3.500 m trên giây, gấp hơn 2 lần vận tốc đầu nòng của các loại đạn truyền thống sử dụng chất nổ, tối đa khoảng 1.700 m trên giây. Ở vận tốc Mach 10, động năng của viên đạn khi rời nòng pháo đạt khoảng 50 MJ. Để cho bạn dễ hình dung thì 50 MJ tương đương với động năng của một chiếc xe buýt nặng 5 tấn, bay với vận tốc khoảng 509 km/h. Để đạt được những thông số này, pháo điện cần phải được đấu nối với một nguồn điện có khả năng cung cấp một dòng phóng khoảng 5 triệu ampere trong vài mili giây, tương đương với một máy phát điện có công suất tối thiểu 25 MW. Để cho bạn dễ hình dung thì cần tới 10 tua bin gió để tạo ra nguồn năng lượng như vậy. Vẫn còn một vấn đề nữa mà các kỹ sư cần phải giải quyết trước khi Railgun có thể được sản xuất hàng loạt, đó là tính bền bỉ. Lực Lorentz không chỉ đẩy viên đạn về phía trước, nó còn tác động cả vào hai đường dây nữa. Về cơ bản thì mỗi lần khẩu pháo khai hỏa là mỗi lần nó cố gắng phá hủy chính bản thân nó. Chưa hết, từ đầu video đến giờ, bạn có thắc mắc tại sao gọi là pháo điện từ, gọi là không có thuốc nổ mà sau mỗi phát bắn, ta đều quan sát thấy một vụ nổ rõ là phụt ra từ đầu nòng pháo không? Vụ nổ không được tạo ra bởi thuốc nổ thông thường, mà là kết quả của sự đốt nóng điện trở gây ra bởi dòng điện cực lớn chạy qua hai thanh dây và lực ma sát giữa cục lõi chứa đầu đạn với hai thanh dây. Hệ quả là hai thanh dây bị nóng chảy đột ngột. Ma sát với cục lõi khiến các mảnh vỡ của chính nó văng ra bên ngoài với tốc độ cực cao, hình thành vụ nổ mà bạn nhìn thấy. Nhưng tác động cực đoan này ăn mòn các thanh dây một cách nhanh chóng, kéo vòng đời của chúng xuống rất thấp, chỉ vài phát trong mỗi cặp dây.
Trong khi đó, một khẩu pháo điện tử đạt yêu cầu phải chịu được tối thiểu vài phát bắn mỗi phút, cùng với tổng cộng hàng ngàn phát bắn mà không hư hỏng hoặc xuống cấp một cách đáng kể. Những yêu cầu này đơn giản là vượt xa trình độ hiện tại của ngành khoa học vật liệu. Quay trở lại với pháo điện tử, chúng có một số ưu điểm so với các khẩu pháo truyền thống. Dễ thấy nhất đó là bạn sẽ không cần phải mang theo vài chục tấn thuốc nổ trên một con tàu ở giữa biển nữa. Ngoài ra thì như đã trình bày từ đầu video, đầu đạn của Railgun bay nhanh hơn, xa hơn và mang lại sức phá hủy lớn hơn đáng kể so với một đầu đạn thông thường có cùng kích thước. Giới hạn của sự giãn nở khí không cho phép các hệ thống súng thông thường phóng một viên đạn đi nhanh hơn 1,7 km trên giây và xa hơn 80 km. Railgun làm được gấp đôi như thế. Một ưu điểm nữa của Railgun đó là bạn không nhất thiết phải dùng nó để tiêu diệt một ai hay một cái gì đó. Pháo điện tử có thể ngay lập tức trở thành một bệ phóng hoặc hỗ trợ phóng tên lửa hay vệ tinh cực kỳ xịn sò. Vào năm 2003, tiến sĩ vật lý người Mỹ Ian McNabb đã vạch ra một kế hoạch vô cùng lương thiện cho những khẩu Railgun. Theo tính toán của ông thì trong điều kiện lý tưởng, hệ thống phóng sử dụng pháo điện tử sẽ hạ chi phí đưa thiết bị lên quỹ đạo từ 5.000 đô xuống chỉ còn 528 đô mỗi kg. Cần phải lưu ý là hệ thống phóng sử dụng pháo điện tử hoàn toàn không dành cho con người. Đơn giản là bởi chúng ta quá mềm và quá yếu trước lực gờ khủng khiếp tạo ra bởi những khẩu pháo hoàn lương này. Ngoài ra thì pháo điện tử nếu vượt qua được vòng R&D rất có thể sẽ trở thành một cứu cánh cho con người trong tương lai trước một thiên thạch hay sao chổi hướng về trái đất. Một ứng dụng nữa của lực động điện đó là người ta chế tạo ra những cái hệ thống phanh điện tử. Hệ thống phanh điện tử đây đó, người ta cấu tạo là cái đĩa nhôm. Khi mà bánh xe quay thì cái đĩa nhôm này nó quay. Nếu như có từ trường đi qua cái đĩa nhôm này thì trên cái đĩa này nó sinh ra dòng điện và dòng điện nó sẽ tạo ra cái lực tác động, làm hãm cái vận tốc quay, cái tốc độ quay của cái đĩa nhôm này lại. Và cái phanh điện tử này cũng được sử dụng trên thực tế rất nhiều. Em có thể xem cái từ khóa này tiếng Anh này để các em tìm hiểu thêm về phanh điện tử. The electrically conductive aluminum passes through the magnetic fields, which induces eddy currents inside the aluminum. These swirling currents act like little electromagnets, acting to repel the permanent magnets beneath. We set the gap between the magnets and the aluminum plate small to expose the aluminum to the strongest field possible. In our most recent blog article, we wanted to take a deeper look at these forces. Slides over, fall on there. And of course, it free falls, you're just measuring gravity. The plastic trolley has pockets for. The magnets are set in the pockets with opposite poles facing one another. They attract to one another, creating a strong, fairly uniform magnetic field in the gap between them. When released on the track, the trolley is slowed by eddy currents. We get some braking. Thicker magnets, it falls even slower. Stack all the tests together. Đó là những cái ứng dụng có lợi của lực động điện. Những ứng dụng này trên thực tế rất là nhiều. Thầy liệt kê một số những cái ứng dụng thôi. Các em có thể tìm hiểu và những cái ứng dụng này qua mạng hoặc là qua sách vở. Hồi nãy thầy có nói là lực động điện đó nó có lợi mà nó cũng có hại. Khi mà lực động điện lớn quá thì nó có thể phá hỏng cái thiết bị. Ví dụ như đây là một cái thí nghiệm của hãng Schneider liên quan đến các cái thanh ở trong một cái tủ điện.
khi mà có dòng điện lớn đi qua các thanh này thì các cái thanh này nó sẽ bị phá bung ra. Ta thấy lực nó lớn, nó phá bung ra và nó làm hư hỏng cái hệ thống thanh này. Đây là một cái thí nghiệm khi người ta thử nghiệm đó, người ta có được cái kết quả như này. Hoặc là đây là cái cuộn dây của máy biến áp. Đây là máy biến áp công suất lớn nên có cuộn dây nó rất là lớn. Khi mà có cái dòng điện lớn đi qua thì nó tạo nên cái lực hút ở các vòng dây và nó tạo nên cái lực ép làm cho cái cuộn dây này nó bị xô lệch và nó bị móc méo như thế này và làm hỏng cuộn dây của máy biến áp. Đây là cuộn dây của máy biến áp. Như vậy chúng ta thấy là khi mà lực động điện nó quá lớn, nó có thể phá hỏng thiết bị. Đối với các thiết bị điện khi làm việc có thể xảy ra ngắn mạch. Và khi đó dòng điện ngắn mạch nó sẽ rất là lớn, nó lớn hơn cái dòng điện làm việc bình thường rất nhiều. Và dẫn đến là cái lực điện động cũng sẽ rất lớn. Vì vậy cho nên chúng ta phải kiểm tra các khí cổ điện và thanh dẫn về độ bền cơ khi xảy ra ngắn mạch. Trong slide trước thì chúng ta đã thấy là khi mà cái dòng điện lớn nó có thể làm hư hỏng cái cuộn dây của máy biến áp hoặc là hư hỏng cái thanh dẫn ở trong tủ điện. Để tính toán kiểm tra cái độ bền cơ của các khí cổ điện và dây dẫn thì người ta gọi là kiểm tra ổn định động. Và chúng ta có thể sử dụng các biện pháp hạn chế dòng điện ngắn mạch để làm giảm cái chỉ số của lực điện động. Bởi vì lực điện động nó phụ thuộc vào dòng điện. Chúng ta sẽ xem cái lực điện động này trong các trường hợp khác nhau. Trường hợp đầu tiên là lực điện động tác động giữa hai thanh dẫn nhỏ mang dòng điện đặt song song. Chúng ta thấy đây hai cái dây dẫn nhỏ thôi, rất là nhỏ, tiết diện nhỏ. Cái khoảng cách giữa các dây này là A. A là được tính bằng cm. Cái chiều dài của dây này là L. Thì như vậy cái lực tác động giữa cái dây này lên dây kia nó được tính toán theo công thức này. Nó tỷ lệ với lại chiều dài, tỷ lệ thuận với chiều dài và tỷ lệ nghịch với lại khoảng cách. Khoảng cách càng xa thì lực nó sẽ càng giảm đi. Và nó tỷ lệ với lại các cái dòng điện đi trong các dây dẫn này. Ở đây đó chúng ta có các hằng số mi không. Hằng số mi không. Cái hằng số này đó thì được cho ở trong các cái sổ tay kỹ thuật. Và chúng ta sẽ tính toán được cái lực ép mà ở cái đơn vị là Newton theo công thức này. Hoặc là chúng ta tính toán ở đơn vị là kg lực theo công thức này. Với cái điều kiện là dòng điện được tính bằng ampe và tất cả các khoảng cách thì được tính bằng cm. Tiếp theo chúng ta sẽ xem cái lực tác động giữa hai thanh dẫn. Hồi nãy là chúng ta xem xét nó chỉ hai dây dẫn nhỏ đặt cách nhau khoảng cách A thôi. Còn bây giờ đây là hai thanh dẫn đặt song song và đặt cách nhau một khoảng cách A. Thì chúng ta thấy đây hai thanh dẫn đặt song song đây. Ở đây là thanh dẫn 3 pha. Cái trường hợp này đó thì người ta sử dụng trong thực tế rất là nhiều. Lực tác động ở đây đó là lực ở một điểm nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái dòng điện phân bố ở trên cái thanh dẫn bên cạnh này. Thanh dẫn này nó sẽ đặt các cái lực ở các cái dòng điện, vi dòng điện ở đây, nó sẽ đặt lực vào điểm này. Và như vậy chúng ta thấy là nó rải dọc theo cái chiều dài của thanh dẫn. Và nếu như thanh dẫn này nó dày ra thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái dòng điện ở mỗi một điểm này nó sẽ tác động vào đây. Và chúng ta sẽ có được cái công thức tính lực tác động giữa hai thanh dẫn F. Lực này đó nó phụ thuộc vào cái chiều dài của thanh dẫn. Chiều dài là dọc theo thanh dẫn đây. Nó cũng phụ thuộc vào cái khoảng cách A
giữa hai thanh dẫn. Nếu trên hình này thì chúng ta thấy giữa hai thanh dẫn, ví dụ thanh dẫn giữa đây màu vàng chẳng hạn, nếu khoảng cách A là giữa hai cái thanh dẫn này với nhau. Và nó có một cái hệ số gọi là hệ số K hình dáng. K hình dáng. K hình dáng này đó nó phụ thuộc vào cái bề cao H, bề cao của thanh dẫn này. Và nó phụ thuộc vào cái khoảng cách A giữa hai thanh dẫn. Người ta cho cái hệ số hình dáng này để cho dễ dàng tính toán. Còn nếu như mà chúng ta tính toán cái lực tác động lên một điểm này đó, thì ở đây đó chúng ta sẽ phải sử dụng phương pháp là lấy tích phân. Ở đây là chúng ta sẽ lấy tích phân mặt. Chúng ta có cái mặt đây. Và như vậy cái lực tính toán này nó sẽ tính toán rất là khó khăn. Do đó cho nên để mà dễ dàng trong việc xác định cái lực này thì người ta cho cái hệ số K hình dáng. Như vậy cái điểm khác nhau giữa lực điện động đối với dây dẫn và lực điện động giữa thanh dẫn, đó là đối với thanh dẫn thì nó có thêm cái hệ số K hình dáng. Và cái hệ số K hình dáng này nó phụ thuộc vào các cái kích thước bề cao của thanh dẫn. Cách giữa các thanh dẫn và đồ thị để chúng ta xác định được cái hệ số K hình dáng. Cái đồ thị này đó nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ B trên H. B là bề dày của thanh dẫn, H là chiều cao của thanh dẫn, và phụ thuộc vào cái khoảng cách của thanh dẫn, khoảng cách A là khoảng cách giữa hai tâm thanh dẫn này. Như vậy trên cái đồ thị này thì chúng ta thấy là nếu như B càng lớn thì hệ số K này sẽ lớn hơn 1. Chúng ta thấy ở đây. Trong trường hợp mà B bằng H, tức là một cái thanh dẫn vuông, thì chúng ta thấy là cái hệ số này nó gần bằng 1. Còn trong trường hợp nếu như B rất bé hơn H thì chúng ta thấy rằng là cái hệ số hình dáng này là nhỏ hơn 1. Như vậy khi mà một cái thanh dẫn dẹp và đứng song song với nhau thì chúng ta thấy là lực tác động lên các thanh nó sẽ giảm đi do cái hệ số K hình dáng này bé hơn 1. Còn đối với lại giá trị A trừ B trên H trừ B, tức là khoảng cách giữa các thanh với lại bề cao của các thanh, thì chúng ta thấy là gì? Đối với trường hợp mà khoảng cách giữa các thanh E mà bé thì cái hệ số hình dáng là nhỏ. Và chúng ta thấy cái khoảng A đây bằng 1, thì lúc này với A trên H mà từ 1 cho đến 2 này thì chúng ta thấy là lúc này đó cái hệ số hình dáng nó gần gần bằng nhau và nó quanh quẩn, nó sẽ từ từ nó tiến đến cái giá trị là 1. Có nghĩa rằng là gì? Khi mà khoảng cách giữa các thanh dẫn mà càng xa nhau ra thì ảnh hưởng của hệ số hình dáng là nhỏ lại. Và lúc đó cái ảnh hưởng giữa các cái tác động giữa các thanh này, hình dáng giữa các thanh này với thanh kia đó nó không còn nữa. Và trên thực tế đó thì người ta cũng chế tạo các thanh có cái bề cao này nó tương đối cao và cái bề rộng B này nó nhỏ. Thì chúng ta thấy là với lại cái giá trị B bé hơn H thì cái hệ số hình dáng nó bé hơn 1 và nó nằm ở trong những khoảng như thế này. Thì chúng ta thấy là cái lực tác động giữa các thanh nó sẽ giảm đi. Và chúng ta xem cái lực điện động trong hệ thống điện 3 pha. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét trường hợp là ngắn mạch 2 pha
với lại một cái hệ thống có ba cái thanh đặt song song với nhau, và cái khoảng cách giữa các thanh này là A. Ba cái thanh này thì đặt trên cùng một mặt phẳng. Và như vậy khi mà xảy ra ngắn mạch đây thì chúng ta sẽ thấy có cái dòng điện đi từ A này đi qua cái điểm ngắn mạch vào B. Ngắn mạch 2 pha thì ở đây chúng ta sẽ có cái ngoặc ở bên trên này là số 2. Lực tác động giữa hai thanh dẫn này đó thì chúng ta sẽ thấy là gì? Hai thanh dẫn này nó có cái dòng điện trong pha A và pha B này ngược chiều nhau và cùng biên độ với nhau. Còn khi mà xảy ra ngắn mạch giữa hai pha A và B thì pha C sẽ có dòng điện rất bé và ta coi như nó bằng không, ta bỏ qua cái dòng điện này. Khi mà xảy ra ngắn mạch như thế này đó thì cái đồ thị biến thiên dòng điện từ lúc xảy ra ngắn mạch về sau thì theo cái đồ thị này. Dòng điện này đó nó có cái thành phần dòng điện toàn phần y ngắn mạch sao 2. Đây là thành phần dòng điện toàn phần. Thành phần dòng điện toàn phần này đó nó được tách ra thành hai thành phần. Chúng ta có thể tách nó thành hai thành phần. Một cái thành phần nó không có biến đổi, nó giảm dần, thì thành phần này người ta gọi là thành phần dòng điện một chiều, một tắt dần. Và dòng điện này là dòng điện không chu kỳ, thành phần không chu kỳ. Một cái thành phần thứ hai là thành phần này. Thành phần này nó là thành phần chúng ta đặt tên là y chu kỳ, thành phần biến thiên chu kỳ. Thế cái trị số mà dòng điện ngắn mạch đạt trị số đỉnh đó, nó nằm ở vị trí này đây. Đấy, chúng ta thấy ở vị trí này là cái giá trị dòng điện toàn phần đó, đạt cái giá trị đỉnh. Và cái trị số giá trị ngắn mạch toàn phần này đạt trị số đỉnh đó, nó là y ngắn mạch mắc, y ngắn mạch 2 mắc. Cái giá trị này nó bằng là 1,818 y mắc. Y mắc là cái trị số đây đây. Trị số này được lấy là bằng 1. Trị số này sẽ là tương ứng với lại 1,818. Và khi mà xảy ra ngắn mạch thì sau khoảng 1/2 chu kỳ dòng điện nó sẽ đạt trị số đỉnh. Đối với trường hợp ngắn mạch 2 pha như thế này thì nó sẽ tạo nên cái lực tác động lên các cái thanh song song. Và lực tác động được biểu thị theo đồ thị này. Trên đồ thị này là lực tác động toàn phần tác động lên cái hai cái pha A và B khi xảy ra ngắn mạch. Thì chúng ta thấy là do cái lực nó tỷ lệ với dòng điện bình phương nên chúng ta thấy là ở cái giá trị khoảng 1/2 chu kỳ thì lực nó cũng sẽ là có cái giá trị lớn nhất. Và trong trường hợp mà chúng ta xác định cái lực lớn nhất này thì chúng ta sẽ xác định lực F max theo công thức này. Lực F max này nó tỷ lệ với lại dòng điện. Dòng điện này là dòng điện ngắn mạch chu kỳ. Chúng ta lưu ý IM ở đây là dòng điện ngắn mạch chu kỳ cực đại. Và nó nhân với lại các cái hệ số. Ở đây nó do là dòng điện pha A và pha B nó ngược chiều nhau nên ở đây chúng ta có là hai cái dòng này nó bằng nhau nên ở đây là IM2 bình phương. E là cái hệ số. Hệ số này nó phụ thuộc vào cái chiều dài và phụ thuộc vào khoảng cách giữa các pha. Ở đây TA bằng 0,05 giây là hằng số tắt dần của thành phần dòng điện một chiều. Đây là thành phần dòng điện một chiều này. Nó có cái hằng số tắt dần. Đối với trường hợp ngắn mạch 2 pha như thế này đây thì dòng điện trong pha A và pha B nó ngược chiều nhau. Do đó cho nên là khi mà có lực tác động thì lực tác động này nó sẽ đẩy nhau. Tiếp theo chúng ta xem về lực tác động khi xảy ra ngắn mạch 3 pha.
Chúng ta cũng xét cái trường hợp là ba cái thanh dẫn đặt trên mặt phẳng ngang, khoảng cách giữa các cái thanh dẫn này là A. Lúc này đấy thì dòng điện nó sẽ tồn tại ở trong cả ba pha và dòng điện này nó bằng nhau do cái ngắn mạch này là ngắn mạch đối xứng. Và ngắn mạch này chúng ta ký hiệu là N3. Khi mà xảy ra ngắn mạch đó thì sẽ có các cái lực tác động giữa các cái thanh này lên nhau. Và cái lực tác động nó cũng sẽ lớn nhất ở 1/2 chu kỳ sau khi mà xảy ra ngắn mạch. Thì ở đây sẽ có cái lực lớn nhất. Lực này đó nó sẽ được tính toán theo hai công thức đây. Lực tác động vào pha A được tính toán như thế này. Với IM3 là cái giá trị cực đại của thành phần xoay chiều của dòng điện ngắn mạch 3 pha. Đối với lại pha B thì chúng ta thấy nó có cái chỉ số này. Ở pha B đó thì chúng ta thấy là cái hệ số này nó lớn hơn là pha A. Lực tác động lên hai pha A và C là bằng nhau và bằng cái lực tác động ở trên pha A này. Chúng ta xem ở trên đồ thị này thì chúng ta thấy cái đường nét liền là lực tác động lên pha A và C. Còn cái đường nét đứt này là lực tác động lên pha B. Như vậy lực tác động lên pha B nó lớn hơn là pha A và C. Có nghĩa là pha B này đó thì nó bị cái lực đẩy của pha C rồi nó lại bị cái lực hút của pha A. Do đó cho nên là cái lực tác động lên pha B này nó lớn hơn hai pha ngoài biển. Do đó cho nên trong cái tính toán kiểm tra thì chúng ta sẽ tính toán kiểm tra với lại pha B, pha giữa. Và nếu như mà pha B này nó đảm bảo nó không có bị phá hỏng thì hai pha này, hai pha ngoài biển nó cũng sẽ không bị phá hỏng. Chúng ta xem chi tiết hơn về cái dạng của dòng điện ngắn mạch. Đây là cái đồ thị của dòng điện ngắn mạch biến thiên theo thời gian. Từ cái thời điểm 0 là thời điểm bắt đầu xảy ra ngắn mạch và biến thiên theo thời gian. Thì chúng ta thấy cái dòng điện này nó sẽ ban đầu nó sẽ tăng lên rất cao, sau đó nó giảm dần xuống. Trong cái thành phần này nó có cái thành phần dòng điện một chiều DC. Và cái biểu thức để biểu diễn cái thành phần dòng điện ngắn mạch này nó được biểu thức để biểu diễn theo cái công thức này. Nó gồm có cái thành phần đằng trước đây nhân với lại cos omega t là tần số của lưới điện. Cái thành phần này đó nó là cái thành phần xoay chiều. Còn cái thành phần đằng sau đây có cái thời hằng TA là cái thời hằng tắt dần, thành phần này là thành phần một chiều. Thành phần một chiều đây. Thế ấy, trong cái khoảng thời gian mà từ 0 cho đến 0,1 giây đó, cái khoảng thời gian này người ta gọi là cái khoảng thời gian siêu quá độ. Và khi mà có ngắn mạch thì người ta gọi cái ngắn mạch là ngắn mạch siêu quá độ. Khoảng thời gian từ 0,1 cho đến 0,3 giây thì cái khoảng thời gian này gọi là khoảng thời gian quá độ. Và sau đó rồi thì nó là ổn định. Thế đối với lại các cái thành phần ngắn mạch này đó, khi mà người ta tính toán thì người ta sẽ sử dụng các cái thông số của mạch. Ở trong mạch điện đối với lại tính toán ngắn mạch nó có các cái thông số, tôi gọi là thông số điện kháng siêu quá độ x2 phẩy, điện kháng quá độ x phẩy và điện kháng ổn định x. Điện kháng ổn định đó thì thường được sử dụng để cho chúng ta tính toán các cái bài toán về phân bố công suất, tính toán ổn định, tính toán trong cái quá trình làm việc bình thường. Còn đối với là trường hợp xảy ra ngắn mạch thì chúng ta sẽ tính toán với lại thông số điện kháng siêu quá độ. Và lúc này đó dòng điện ngắn mạch xảy ra ta gọi là dòng điện ngắn mạch siêu quá độ.
các cái giá trị x 2 phẩy nó sẽ bé hơn là x phẩy, và x phẩy thì bé hơn x. Cái này nó cũng mô tả lên cái quá trình biến thiên của điện từ trường trong các cái thiết bị, nhất là các thiết bị có mạch tử. Thì trong cái thời gian ban đầu khi mà có dòng điện biến thiên đó, thì điện kháng của các cái phần tử nó rất bé. Sau một thời gian nhất định rồi thì điện kháng này nó mới xác lập trở lại, nó mới hình thành cái điện kháng nó tăng lên. Và cái quá trình mà thay đổi điện kháng này nó liên tục, liên tục. Tuy nhiên là để cho dễ tính toán thì người ta phân ra làm ba cái thành phần điện kháng: thành phần điện kháng siêu quá độ, thành phần điện kháng quá độ và thành phần điện kháng ổn định. Ứng với lại các cái thành phần giá trị điện kháng này thì nó có các cái giá trị về thời hằng, thời hằng siêu quá độ và thời hằng quá độ. Theo cái đồ thị này thì chúng ta thấy lúc ban đầu đó, khi mà xảy ra ngắn mạch thì nửa chu kỳ đầu tiên thì dòng điện nó sẽ có biên độ cao nhất, sau đó rồi dòng điện nó sẽ giảm dần. Và đến một cái thời điểm nào đó thì cái thành phần dòng điện một chiều nó tắt dần. Và lúc này dòng điện nó sẽ đi đến ổn định, nhưng ổn định ở đây là ổn định với dòng điện ngắn mạch. Và chúng ta lưu ý là dòng điện ngắn mạch thì nó lớn hơn rất nhiều so với lại dòng điện làm việc bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ hơn về cái quá trình biến đổi của dòng điện ngắn mạch. Đây là cái đồ thị biến đổi của dòng điện ngắn mạch theo thời gian. Thì trên cái đồ thị này đó thì chúng ta thấy dòng điện ngắn mạch nó có cái thành phần xoay chiều, rồi nó có cái thành phần một chiều. Và đây là cái đường bao của dòng điện ngắn mạch. Chúng ta thấy cái đường bao này nó sẽ nhỏ dần, và đến khi thời gian càng lâu thì cái đường bao này nó sẽ bé đi. Thế các giá trị ở đây sẽ gồm là gì? Cái biên độ lớn nhất của dòng điện tại cái thời điểm bắt đầu ngắn mạch, nó sẽ tỷ lệ với dòng điện I 2K là dòng điện siêu quá độ ngắn mạch 3 pha ban đầu, I 2K đấy. Chúng ta thấy nó biên độ này nó là do cái giá trị này, I 2K này, dòng điện siêu quá độ, nó là tính toán ở trị hiệu dụng, nên chúng ta thấy toàn bộ cái biên độ này nó bằng 2 lần căn 2 I 2K. Cái thành phần biên độ dòng điện lớn nhất đó là dòng điện ngắn mạch xung kích IP, được thông thường được xác định vào khoảng 1/2 chu kỳ sau khi xảy ra ngắn mạch. Cái giá trị này là giá trị tính toán thôi, nhưng nó không tồn tại, mà cái giá trị tồn tại dòng điện đó là cái giá trị này, nó là dòng điện IP, là dòng điện ngắn mạch xung kích. Nó sẽ bằng một cái hệ số kappa. Kappa này người ta gọi là hệ số xung kích nhân với lại biên độ của dòng điện ngắn mạch siêu quá độ ban đầu. Trong đó cái giá trị kappa được tính toán theo công thức này, nó phụ thuộc vào điện trở và điện kháng của toàn mạch tính từ nguồn đến điểm ngắn mạch. Kappa nó có thể biểu diễn theo đồ thị ở đây. Trên cái hình này đây là cái dòng điện ngắn mạch được tính toán trong trường hợp và cái điểm ngắn mạch là ở gần nguồn. Sau một khoảng thời gian ngắn mạch nhất định thì dòng điện ngắn mạch nó sẽ đạt đến cái dòng điện ngắn mạch ổn định IK. Chúng ta thấy đây là giá trị IK này. Và dòng điện ngắn mạch này thì nó nhỏ hơn là dòng điện I2K. Thế này. Về ngắn mạch đó thì người ta phân ra làm hai trường hợp.
một trường hợp là ngắn mạch xa nguồn và một trường hợp là ngắn mạch gần nguồn. Gần nguồn là ngắn mạch gần các cái máy phát điện đó. Đối với lại ngắn mạch xa nguồn thì chúng ta thấy là cái thành phần xoay chiều này hầu như là sau một cái khoảng thời gian nhất định, cái thành phần xoay chiều này hầu như nó không đổi. Trong cái thời gian đầu thì nó có thêm cái thành phần một chiều và làm cho dòng điện phía bên trên này nó tăng lên. Nhưng sau cái quá trình mà dòng điện một chiều này nó tắt dần rồi thì biên độ dòng điện tại cái điểm ngắn mạch là không đổi. Cái này nó khác với lại trường hợp ngắn mạch gần nguồn. Đây, trường hợp ngắn mạch gần nguồn đây chúng ta thấy. Khi mà ngắn mạch gần nguồn thì lúc ban đầu dòng điện ngắn mạch là lớn. Nhưng sau đó rồi biên độ dòng điện xoay chiều giảm dần. Đây, chúng ta thấy biên độ dòng điện xoay chiều giảm dần đây. Và đến thời gian sau nữa thì biên độ dòng điện nó nhỏ đi. Đó là do trong quá trình ngắn mạch, đối với là những cái thiết bị điện như máy phát điện hoặc là các cái thiết bị điện quay, nó có cái thành phần điện kháng siêu quá độ và thành phần điện kháng quá độ. Thì những cái thành phần điện kháng siêu quá độ này nó sẽ làm cho ngắn mạch ban đầu nó tăng lên rất cao. Nhưng sau đó những cái thành phần siêu quá độ nó mất đi và nó sẽ chỉ còn cái thành phần điện kháng bình thường thôi. Vì vậy cho nên dòng điện lúc này nó sẽ giảm nhỏ đi. Còn trong trường hợp này thì không có cái thành phần siêu quá độ. Do ngắn mạch xa nên những cái thành phần siêu quá độ chúng ta bỏ qua nó. Và chúng ta nó coi hoàn toàn trong mạch nó chỉ có các cái thành phần dòng điện bình thường thôi, các cái thành phần điện kháng bình thường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xếp một cái mạch đơn giản như thế này để chúng ta thấy rõ hơn. Giả sử như đây là hệ thống này, cung cấp qua máy biến áp và đến đường dây. Ở đây gắn vào các cái tải không quay. Các cái tải này không quay tức là không phải là các cái động cơ điện. Đối với những cái tải không quay này đó thì nó sẽ không có các cái thành phần siêu quá độ. Chỉ có những cái tải có quay, tải quay, động cơ hoặc máy phát thì mới có thành phần siêu quá độ. Vậy đây là một cái mạch điện tính toán đơn giản. Thì chúng ta sẽ xếp ngắn mạch tại cái điểm F này. Và dòng ngắn mạch ở đây là dòng ngắn mạch 3 pha, ký hiệu là K3. Ký hiệu K3 này tức là dòng điện ngắn mạch 3 pha. Tại cái nút Q này, tức là nút đầu nguồn đó, nó có cái điện áp UN. UN là điện áp định mức, normal, tại điểm Q. Và do có ngắn mạch tại điểm F nên nó có dòng điện ngắn mạch 3 pha, I 2 phải, K3. Tức là dòng điện ngắn mạch siêu quá độ ban đầu. Dòng điện siêu quá độ ban đầu này, I2K này, nó sẽ được tính toán theo công thức này. Nó sẽ bằng là CUN chia cho căn 3 ZN. ZK này là tổng trở của toàn mạch cho đến điểm ngắn mạch. Tổng trở ở đây, đây là tổng trở thay thế của mạch điện đây. Thế như vậy trong cái mạch này đó, tại điểm ngắn mạch F này, nó sẽ được đặt vào một cái nguồn có cái điện áp là CUN chia cho căn 3. CUN chia cho căn 3. Và ở đây là tổng trở của toàn mạch, gồm có là RQT, XQT. Hai cái điện trở điện kháng này là của nguồn, điện trở điện kháng của nguồn. Hai cái điện trở
RTK và XTK này là điện trở và điện kháng của máy biến áp. Còn đây là điện trở điện kháng của đường dây RL và XL. Thì các điện trở điện kháng này sẽ mắc nối tiếp với nhau và mắc vào cái điện áp nguồn này, điện áp ngắn mạch này. Thế như vậy đó, ZK này là tổng trở của toàn bộ cái tổng trở này hợp lại với nhau. Thế chúng ta sẽ xem cái C này là cái gì. UN là điện áp định mức. Thế còn C này là cái gì? C này là một cái hệ số điện áp. Ở đây chúng ta lưu ý, trong tính toán ngắn mạch ta sẽ có một cái hệ số điện áp. Hệ số điện áp này đó, nó được định nghĩa như thế này. C này là bằng 1,05. Đấy, trong cái lưới điện này, nếu như mà lưới điện chúng ta khảo sát là lưới điện hạ áp, có điện áp từ 1000V trở xuống. Còn C này sẽ lấy bằng 1,1 hoặc là bằng điện áp, hoặc là C nhân với U định mức sẽ bằng là UM, là điện áp cực đại của hệ thống. Ví dụ như điện áp định mức của hệ thống là ở một cái giá trị điện áp định mức nào đó, còn điện áp cực đại người ta cho phép nó lên tới là tăng hơn điện áp định mức 15%, thì lúc này C này nó sẽ là 1,15. Như vậy chúng ta sẽ thấy là gì? C này nó là một cái hệ số nhân với lại giá trị điện áp định mức. Điện áp định mức ở đây là điện áp của lưới điện. Ví dụ như lưới điện có điện áp 110 kV, thì cái điện áp định mức nó sẽ là 110. Nhưng mà khi chúng ta tính toán ngắn mạch đây thì chúng ta phải nhân với lại một cái hệ số C. C sẽ bằng là 1,1. Như vậy điện áp của lưới điện, nó điện áp tính toán ngắn mạch nó sẽ là 121 kV. Thế tại sao lại lấy cái giá trị điện áp ngắn mạch như thế này? Bởi vì trong lưới điện khi hoạt động, điện áp của lưới điện có thể thay đổi lên xuống. Và cái giá trị điện áp này nó sẽ dao động trong một cái khoảng nhất định. Và thông thường trong lưới điện hạ thế thì người ta cho phép nó dao động trong cái khoảng là cộng trừ 5% so với điện áp định mức. Còn đối với lại lưới điện cao thế, khi mà hoạt động ở chế độ sự cố hoặc là một cái chế độ điện áp mức điện áp cao nhất, thì người ta cho phép điện áp nó tăng lên 10% so với lại điện áp định mức. Vì vậy cho nên để tính toán được cái dòng điện cực đại đi qua lưới này thì chúng ta sẽ phải nhân cái điện áp định mức nó lên cái hệ số C. Thì như vậy chúng ta mới xác định được cái giá trị điện áp cực đại. Bởi vì trong cái phần tính toán về lực điện động này của chúng ta là chúng ta cần phải xác định giá trị điện áp cực đại để chúng ta đảm bảo rằng là khi lưới điện hoạt động, các cái thiết bị tải dòng điện, nếu như nó có tải dòng điện ngắn mạch thì dòng điện ngắn mạch đó không phá hỏng cái thiết bị của chúng ta. Còn trong cái sơ đồ này đó, như thầy nói hồi nãy về cái tổng trở ngắn mạch. Tổng trở ngắn mạch thì nó gồm có là điện trở và điện kháng. Điện trở trong mạch này sẽ gồm các cái điện trở cộng lại với nhau. Điện kháng sẽ bằng các cái giá trị điện kháng cộng lại với nhau. Thì chúng ta sẽ có được cái tổng trở ZK. Và trong một số những cái tài liệu kỹ thuật đó, thì người ta không có xác định cái dòng điện ngắn mạch. Không có xác định dòng điện ngắn mạch siêu quá độ như thế này. Mà người ta có thể là xác định cái dòng điện, người ta xác định cái công suất ngắn mạch. Công suất ngắn mạch ban đầu, ta gọi công suất ngắn mạch ban đầu. Công suất ngắn mạch ban đầu này thì nó sẽ bằng là dòng điện ngắn mạch siêu quá độ nhân với điện áp định mức và nhân với căn bản. Thì chúng ta sẽ ra được cái công suất ngắn mạch. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái thông số liên quan đến dòng điện ngắn mạch ba pha siêu quá độ thì nó có thể người ta cho dòng điện siêu quá độ ba pha, mà người ta cũng có thể là sự tính toán, hoặc là người ta cho cái thông số về công suất ngắn mạch siêu quá độ.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về hai cái trường hợp ngắn mạch. Trường hợp ngắn mạch 2 pha và trường hợp ngắn mạch 3 pha. Trong cái phần về tính toán ngắn mạch thì thầy cũng có nói rồi. Chúng ta có hai cái sơ đồ bên này là tính toán ngắn mạch 2 pha. Và sơ đồ này là tính toán ngắn mạch 3 pha. Đối với lại sơ đồ này, tính toán ngắn mạch 2 pha thì chúng ta có ký hiệu là Y2K2. Y2K2 đây. Và tính toán theo công thức tính toán ngắn mạch 2 pha. Ở đây đó, chúng ta thấy nó bằng là C nhân với là UN chia cho Z1 cộng với Z2. Z1 là tổng trở thứ tự thuận của lưới điện. Z2 là tổng trở thứ tự nghịch của lưới điện. Trong một mạch như hồi nãy, gồm các phần tử không có các cái tải, không có cái tải quay, hay là ở đây chỉ có những cái tải không quay thôi, thì các cái giá trị này luôn luôn cố định, không đổi. Do đó cho nên đối với lại trường hợp như thế này thì Z1 là thành phần tổng trở thứ tự thuận sẽ bằng Z2 là tổng trở thứ tự nghịch. Và như vậy công thức này nó sẽ được xác định nó bằng như thế này, bằng I lần Z1 ở đây. Và so sánh với lại dòng điện ngắn mạch siêu có độ 3 pha thì chúng ta thấy là Y2K2 này, dòng điện ngắn mạch 2 pha này, nó sẽ bằng là căn 3 trên 2 lần Y ngắn mạch 3 pha. Như vậy có nghĩa là gì? Đối với lại trường hợp ngắn mạch xa nguồn ở trên các cái tuyến đường dây thì ngắn mạch 2 pha sẽ bằng là căn 3 trên 2 dòng điện ngắn mạch 3 pha. Như vậy có nghĩa là dòng điện ngắn mạch 3 pha lớn hơn dòng điện ngắn mạch 2 pha. Chúng ta xem để mà hiểu rõ thêm về dòng điện ngắn mạch này đó và cách tính toán, thì chúng ta xem xét về một cái ví dụ về tính toán dòng điện ngắn mạch 3 pha. Ở trong trường hợp một cái lưới điện như thế này, nó sẽ gồm có, chúng ta khảo sát ở đây nó gồm có 3 cái nguồn. Và các nguồn này đó chúng ta coi nó là trong khi thời gian xảy ra ngắn mạch thì cái thông số của nguồn này không đổi. Ở đây đó có một cái nguồn máy phát, phát qua cái máy biến áp và đưa đến cái điểm ngắn mạch. Nguồn thứ hai đây là nguồn của một cái hệ thống đưa qua máy biến áp mà đến điểm ngắn mạch. Và nguồn thứ ba đây là một cái động cơ. Đặc điểm của động cơ là như thế này: khi mà xảy ra ngắn mạch đó thì điện áp ở đây sẽ là giảm thấp xuống, động cơ lúc này nó sẽ trở thành một cái nguồn phát điện. Chúng ta lưu ý như vậy. Lúc này đó do cái năng lượng ở bên trong động cơ và do động cơ nó có quán tính, vì vậy cho nên lúc này động cơ nó sẽ trở thành một cái nguồn phát điện. Như vậy trong một cái hệ thống ví dụ này thì chúng ta sẽ có 3 cái nguồn. 3 nguồn phát này nó sẽ có 3 cái giá trị ngắn mạch. Gồm có ngắn mạch siêu quá độ của nguồn. Nguồn phát thứ nhất, dòng điện ngắn mạch siêu quá độ của hệ thống điện và dòng điện ngắn mạch siêu quá độ của động cơ. Và theo nguyên lý xếp chồng về dòng điện thì chúng ta sẽ thấy là 3 dòng điện này nó tập trung tại cái điểm ngắn mạch này. Như vậy là dòng điện ngắn mạch tổng đi vào cái điểm ngắn mạch sẽ bằng tổng của 3 dòng điện. Chúng ta sẽ thấy là bằng tổng của 3 dòng điện này cộng lại với nhau. Và 3 cái dòng điện này thì chúng ta như là trong cái phần trước, phần đầu đây, thì chúng ta lại có cái công thức để chúng ta xác định được, chúng ta lại có công thức để chúng ta xác định được cái dòng điện cho từng mạch theo công thức này. Đó là cái thành phần dòng điện siêu quá độ ban đầu. Thế trên mạch này đó
thì chúng ta cũng sẽ xác định được cái dòng điện xung kích. IP là ký hiệu của dòng điện xung kích. IPS là dòng điện xung kích của mạch máy phát này. IPT là dòng điện xung kích của mạch mạch hệ thống qua cái máy biến áp. Và IPM là dòng điện xung kích của động cơ. Dòng điện tổng xung kích tổng IP sẽ bằng 3 dòng điện xung kích này cộng lại với nhau. 3 dòng điện xung kích cộng lại với nhau. Nó sẽ bằng là IPS cộng với IPT và IPM. Đó là 3 cái dòng điện. Rồi những cái dòng điện khác, ví dụ như dòng điện IB. Dòng điện IB này là dòng điện cắt. Breaker. Dòng điện cắt thì phần sau thầy sẽ nói kỹ hơn thêm về cái dòng điện cắt này. Dòng điện cắt này thì nó liên quan đến cái chủ đề 5. Đối với lại các cái thiết bị đóng cắt đó thì nó có cái dòng điện cắt định mức, và chúng ta sẽ so sánh cái giá trị dòng, đây là dòng điện cắt tính toán, chúng ta sẽ so sánh cái giá trị dòng điện cắt tính toán này với lại giá trị dòng điện cắt định mức của các thiết bị. Còn các cái giá trị IK này, IK này là dòng điện ngắn mạch ổn định. Như vậy chúng ta thấy là trên một cái mạch này thì chúng ta xác định được 4 cái thông số dòng điện trên một mạch. Và cái dòng điện tổng này, các cái giá trị dòng điện tổng này sẽ bằng tổng các cái giá trị thành phần cộng lại với nhau. Lưu ý là đây là một cái mạch mà có các cái giá trị điện áp nguồn không đổi, thì chúng ta sẽ có cái cách tính như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái thông số cụ thể để chúng ta xem cái tính toán này nó như thế nào. Đây là những cái thông số ban đầu của cái lưới này. Giả sử như là đối với máy phát này thì có cái dòng điện siêu quá độ ban đầu nó là 16 kiloampere. Đối với lại nguồn lưới điện này, hệ thống điện này, nó sẽ có dòng điện siêu quá độ ban đầu là 25 kiloampere. Dòng điện đó là được tính ở phía bên dưới này đây. Chúng ta lưu ý tất cả các giá trị dòng điện này là được tính ở phía bên dưới này, tức là từ cái đầu này trở đi đến cái điểm ngắn mạch. Và đối với lại động cơ, dòng điện siêu quá độ của nó là 9 kiloampere. Đó là các cái giá trị dòng điện siêu quá độ. Ngoài ra đó thì đối với từng mạch này sẽ có các cái hệ số xung kích. Để chúng ta xem, bây giờ chúng ta xem lại cái hệ số xung kích là gì. Hệ số xung kích đó là đây, hệ số xung kích này đó, kappa này, nó là một cái hệ số để chúng ta xác định được dòng điện xung kích. Dòng điện xung kích này nó sẽ bằng kappa này nhân với lại căn 2 nhân với lại dòng điện ngắn mạch siêu quá độ. Như vậy là trong từng mạch chúng ta có cái hệ số, và chúng ta có cái hệ số và xung kích. Đối với lại nguồn máy phát này thì có cái hệ số xung kích là 1,86. Đối với lại nguồn hệ thống đi xuống thì có cái hệ số xung kích KT là bằng 1,804. Và đối với động cơ này thì có cái hệ số xung kích của động cơ là 1,34. Các cái giá trị hệ số xung kích này thực ra đó là chúng ta cần phải tính ra, tuy nhiên ở đây người ta đã tính toán trước rồi. Còn các hệ số xung kích đó thì nó được xác định theo cái công thức này đây. K này được xác định theo công thức. Nó sẽ phụ thuộc vào cái điện trở và điện kháng từ nguồn cho đến điểm ngắn mạch. Chúng ta sẽ xác định được cái hệ số K này. Và hệ số K đó thì được vẽ lên trên cái đồ thị như thế này. Thì với lại một cái mạch mà có các cái số liệu ban đầu như thế này thì chúng ta sẽ xác định được dòng điện ngắn mạch cho từng mạch. Đây là dòng điện xung kích cho mạch máy phát. Đây là dòng điện xung kích cho mạch từ hệ thống xuống. Và đây là dòng điện xung kích cho cái động cơ.
Và dòng điện xung kích tổng sẽ được tính toán theo công thức này. Đây là dòng điện xung kích tổng. Và chúng ta sẽ thay các cái giá trị vào thì chúng ta sẽ xác định được dòng điện xung kích tổng ở điểm ngắn mạch nó sẽ là 122,9 kiloampere, gần 123 kiloampere. Đây là cái dòng điện xung kích tổng tại cái điểm ngắn mạch, là cái trị số đỉnh lớn nhất mà dòng điện nó có thể đạt được. Và nếu như chúng ta đặt thiết bị ở đó thì thiết bị muốn mà hoạt động được thì nó phải chịu được đựng được cái dòng điện xung kích này. Chúng ta xem lại về các cái thông số ngắn mạch. Như hồi từ đầu đến giờ đó thì chúng ta có I2K. Đây là cái dòng điện ngắn mạch 3 pha siêu quá độ ban đầu, tức là cái trị số ban đầu đầu tiên của dòng điện ngắn mạch. Tính toán, chúng ta xem lại cái đồ thị của nó. Đây, tức là I2K nó là cái trị số hiệu dụng của cái dòng điện ngắn mạch này, là trị số hiệu dụng của dòng điện ngắn mạch này. Và cái trị số hiệu dụng của dòng điện ngắn mạch này thì được tính toán theo công thức này. Chúng ta sẽ tính toán được cái trị số hiệu dụng. Và thông thường thì cái trị số hiệu dụng này được tính toán với đơn vị là kiloampere. Chúng ta lưu ý đây là trị số hiệu dụng. Đối với lại từng mạch, trong cái ví dụ hồi nãy thì đối với từng mạch, mạch máy phát thì chúng ta sẽ có I2KS, mạch hệ thống tới thì I2KT, hệ thống T là cái máy biến áp đó, mạch máy biến áp. Và đối với lại mạch động cơ thì chúng ta có I2KM. Cái thông số IP là thông số trị số đỉnh lớn nhất của dòng điện ngắn mạch 3 pha. Và dòng này còn gọi là dòng điện xung kích. Trị số này cũng có cái giá trị thông thường người ta lấy cái đơn vị là kiloampere. Dòng điện IK là cái trị hiệu dụng của dòng điện ngắn mạch 3 pha ở cái giá trị ổn định. Chúng ta xem lại cái đồ thị về dòng điện. Tức là IK là cái dòng điện lâu dài sau một khoảng thời gian ngắn mạch nhất định. Nếu như ngắn mạch này nó tồn tại thì sau một khoảng thời gian nhất định thì cái dòng điện đó sẽ là dòng điện IK, nó không còn là I2K nữa, bởi vì nó là dòng điện ngắn mạch lâu dài rồi. Lúc này cái thông số tính toán đó sẽ là các cái tổng trở X, cho X và R trong mạch, chứ không phải là các cái thông số về siêu quá độ và quá độ. Thì chúng ta thấy là đối với lại mạch mà gần nguồn như thế này thì giá trị X nó lớn, nên là cái dòng điện ngắn mạch ổn định nó bé. Và giá trị đây là giá trị IK đây. IB là gì? IB là cái dòng điện cắt ngắn mạch 3 pha ở cái thời điểm cắt. Tức là thời điểm mà khi cái tiếp điểm của cái thiết bị đóng cắt nó mở ra, chúng ta xác định cái đó là cái dòng điện cắt. Thông thường thì khi xảy ra ngắn mạch khoảng một vài chu kỳ sau, đối với lại những cái máy cắt mà sử dụng cái tiếp điểm cơ khí đó, sau này chúng ta sẽ học kỹ về máy cắt, thì nó sẽ có một khoảng thời gian nhất định, thông thường cỡ vào khoảng 3 chu kỳ tần số công nghiệp, thì lúc đó máy cắt nó mới tiếp điểm cắt nó mới mở ra. Thì chúng ta thấy đây, ví dụ đây là một chu kỳ này, đây hai chu kỳ, ba chu kỳ, đến 3 chu kỳ tần số công nghiệp thì lúc này cái tiếp điểm cắt nó mới mở ra. Thì chúng ta sẽ xác định cái dòng điện cắt ở cái thời điểm đó, ta gọi là thời điểm dòng điện cắt ngắn mạch. Nó sẽ không phải là cái dòng điện ở cái thời điểm này, mà nó là ở thời điểm khoảng 3 chu kỳ. Đối với lại trường hợp ngắn mạch xa nguồn thì dòng điện ngay tại thời điểm ngắn mạch và thời điểm cắt nó hầu như nó không thay đổi, bởi vì chúng ta thấy đây cái biên độ, toàn bộ biên độ thành phần dòng điện hiệu dụng này nó không thay đổi. Nhưng đối với lại ngắn mạch gần nguồn thì cái giá trị này nó thay đổi. Như vậy, tùy theo cái điểm ngắn mạch gần nguồn hay xa nguồn
mà cái giá trị dòng điện IB này nó có thể bằng hay là nhỏ hơn so với lại dòng điện ngắn mạch siêu quá độ I2K. Đó là cái giá trị dòng điện IB. Và cái giá trị IB này được dùng để kiểm tra cái khả năng cắt. Khả năng cắt. Ở trong cái file ổn định động đó thì có cái ví dụ. Chúng ta tính toán là I ngắn mạch 2,3 pha. Thì cái IB này chính là cái giá trị dùng để kiểm tra khả năng cắt. IB này đó chúng ta sẽ so sánh với lại dòng điện ngắn mạch chịu đựng được của thiết bị để chúng ta xác định xem cái thiết bị đó nó có đảm bảo chịu đựng được cái dòng điện ngắn mạch hay không, nó có thể cắt được dòng điện ngắn mạch hay không. Chúng ta lưu ý trong cách tính toán của chúng ta. Đối với lại các cái giá trị dòng điện ngắn mạch hiệu dụng trong cái sơ đồ của chúng ta đó, hồi nãy đó sơ đồ cụ thể thì có ba cái giá trị ngắn mạch hiệu dụng, gồm có là dòng điện ngắn mạch siêu quá độ, dòng điện cắt và dòng điện ngắn mạch ổn định, tức là I2K, IB và IK. Thì ba cái dòng điện này là ba cái giá trị dòng điện hiệu dụng. Và do là tính toán trong mạch xoay chiều giá trị hiệu dụng, vì vậy cho nên ta có thể sử dụng cái sơ đồ tương đương trở kháng đến điểm ngắn mạch để tính toán. Tức là chúng ta quy cái sơ đồ về sơ đồ tương đương trở kháng, về sơ đồ tổng trở nguồn cho đến điểm ngắn mạch để chúng ta tính toán ngắn mạch. Cụ thể như trong cái sơ đồ này của chúng ta đây, toàn bộ cái tổng trở của các mạch này chúng ta có thể quy thành một cái tổng trở Z ngắn mạch, và các cái nguồn này chúng ta cũng có thể quy đổi thành một cái nguồn tương đương, và như vậy chúng ta sẽ tính toán được cái dòng điện siêu quá độ, dòng điện cắt và dòng điện ngắn mạch ổn định tại cái điểm này. Đó là cái việc quy đổi sơ đồ. Đó là đối với ba cái thông số này. Còn riêng đối với là dòng điện chỉ số đỉnh, chỉ số xung kích này, thì chúng ta lưu ý chúng ta không thể quy đổi sơ đồ để chúng ta tính toán. Chúng ta lưu ý vậy. Bởi vì sao? Bởi vì đối với mỗi một mạch, đối với từng mạch riêng lẻ thì mỗi mạch nó sẽ có một cái hệ số xung kích khác nhau. Hệ số xung kích này nó phụ thuộc vào điện trở và điện kháng của từng mạch riêng lẻ đó. Do đó cho nên chúng ta không thể quy đổi các mạch. Nếu như chúng ta quy đổi các mạch có nghĩa là chúng ta coi cái hệ số này nó bằng nhau thì chúng ta mới quy đổi được. Còn ở đây đó, các cái hệ số này nó khác nhau nên là chúng ta không thể quy đổi được, mà chúng ta sẽ tính toán dòng điện biên độ, cái dòng điện xung kích cho từng mạch. Chúng ta lưu ý chúng ta phải tính toán dòng điện xung kích cho từng mạch, rồi sau đó chúng ta mới tổng hợp lại ra cái dòng điện xung kích tổng. Như vậy chúng ta lưu ý trong trường hợp này, đối với lại dòng điện IP, tức là dòng điện xung kích tổng, thì chúng ta không thể sử dụng cái phương pháp quy đổi. Tuy nhiên, trong các tính toán tương đối hoặc là tính toán cho lưới điện mà có cái ngắn mạch ở xa, có ngắn mạch ở xa và trên cái lưới điện đó không có các cái thành phần quay ở gần đó, ở gần điểm ngắn mạch, thì chúng ta có thể áp dụng một cách tương đối. Chúng ta coi cái hệ thống đó nó có cái hệ số kappa, tức là hệ số xung kích đó, nó bằng 1,8.
để chúng ta tính toán ra một cái giá trị dòng điện ngắn mạch, dòng điện ngắn mạch xung kích ở cái chỉ số biên độ. Ở đây đấy chúng ta lưu ý lại là gì? Chúng ta sẽ phải tính toán riêng. Nếu như tính chính xác thì chúng ta sẽ phải tính toán riêng cho từng mạch, sau đó cái dòng điện xung kích này cho từng mạch và chúng ta tổng hợp lại. Còn trong những cái tính toán đơn giản một cách tương đối để chúng ta xem xét một cách tương đối thì chúng ta đối với lại những ngắn mạch xa, lưu ý ở đây là những ngắn mạch xa nguồn và không có các cái tải quay, các cái phụ tải mà là những phụ tải quay, thì lúc đó chúng ta có thể lấy cái hệ số kappa bằng 1.8. Đến đây thì cái bài giảng bổ sung liên quan đến chủ đề 4 và chủ đề 5 kết thúc. Các em xem thêm về cái những cái bài giảng video và các cái file PDF và làm bài tập liên quan đến hai cái chủ đề này để chúng ta hiểu rõ thêm các cái vấn đề của hai chủ đề. Như vậy bài giảng của thầy kết thúc ở đây. Chào tất cả các em. Chúng ta đã xem trong phần trước về lực điện động. Lực điện động nó sẽ có những tác động rất là lớn đến các cái thiết bị, và nhất là các thiết bị điện khi xảy ra ngắn mạch. Trong phần này chúng ta sẽ xem về việc kiểm tra ổn định động của khí cụ điện và thanh dẫn, các cái nguyên tắc chung để chúng ta đảm bảo là các khí cụ điện và thanh dẫn hoặc là dây dẫn vân vân, các thiết bị điện nói chung nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi tác động của lực điện động. Trước tiên chúng ta sẽ xem một số video clip thực tế về lực điện động nó đã tác động đến thiết bị như thế nào. Chúng ta xem về mô phỏng thanh dẫn 3 pha hạ thế khi có tác động của lực điện động xoay chiều. Thanh dẫn nó sẽ bị tác động lực nó đẩy ra. Tiếp theo chúng ta xem về thử nghiệm các 3 pha đặt sát nhau và được bó bằng đai thép với dòng điện lên tới 156 kA. Đây là video quay chậm. Chúng ta thấy là các cái cáp này nó đẩy nhau. Nhưng mà cái đai thép nó vẫn bó chặt cái 3 pha lại. Tiếp theo chúng ta xem các cái thử nghiệm của cáp điện 3 pha cũng bó bằng đai thép với các dòng điện ngắn mạch khác nhau. Đầu tiên là 30 kA. Thì chúng ta thấy là nó vẫn bình thường sau khi mà cắt ngắn mạch. Ở đây là 35 kA. Tiếp theo tới 40 kA. Chúng ta thấy là các cáp nó đẩy xa nhau xa hơn, nhưng các đai thép vẫn giữ cáp nó không bị hư hỏng. Và đây là thử nghiệm với 45 kA. Chúng ta thấy nó đẩy càng xa nhau. Và cuối cùng là thử nghiệm với 30 kA dòng ngắn mạch nhưng không có đai thép, chỉ có đai thép giữ ở các đầu thôi. Thì chúng ta thấy là cáp nó bị phá bung ra. Chúng ta sẽ xem một số clip về lực tác động lên thanh góp trạm điện cao áp ngoài trời ngắn mạch. Ở đây đó là một số những cái trạm điện có các cái dạng thanh góp cứng và cũng có trạm điện thì có cái dạng thanh góp mềm. Đây là một số hình ảnh liên quan đến trạm điện thanh góp cứng. Chúng ta thấy đây các thanh góp cứng được đặt trên các cái sứ đỡ. Và có cái khoảng cách giữa các cái sứ đỡ này. Chúng ta thấy cái hình ảnh rõ hơn là 3 pha được đặt trên các cái sứ đỡ. Và đây là chúng ta xem một cái clip mà liên quan đến một cái thử nghiệm
sử dụng cái dạng thanh góc cao áp dạng ống, với cái đường kính của ống là 120 mm, bề dày 5 mm, khoảng cách giữa các ống này là 1 mét, và khoảng cách giữa các cái trụ đỡ này, khoảng cách giữa trụ đỡ này với trụ đỡ này là 11,5 mét. Dòng điện đưa vào thử nghiệm là 39 kA hiệu dụng và chỉ số đỉnh là 103 kA. Short circuit current to the line to line port is 103 kA, which causes high stresses in conjunction with high amplitudes from displacement of the tube. The insulators are still strong enough to keep forces and bending them. With an increase of weak mean square value of short circuit current to 40 kA, only the breaking strength of one of the insulators is exceeded. Chúng ta xem tiếp về lực tác động của dòng điện gắn mạch trên dây dẫn song song trong trạm điện cao áp. Ở đây là một clip về thí nghiệm hai dây dẫn song song với tiết diện 765 mm. Đây là hai dây dẫn song song đây. Khoảng cách giữa các pha là 5,5 mét. Đó, còn khoảng cách giữa các dây này chỉ có 100 mm thôi. Đó. Và khoảng cách giữa cái đầu trụ này với cái đầu bên kia là 7 mét. Dòng điện thử nghiệm đi qua là 55 kA và thời gian tác động là 200 ms. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái thí nghiệm này. Chúng ta thấy dòng điện xoay chiều đi qua sẽ làm cho các pha này hút và tạo nên cái dao động của dây. While the cable falls down and gets stretched once again. Chúng ta xem một video nữa về một thí nghiệm. Dòng điện đi trong chung trong một dây dẫn song song. Đây chúng ta thấy đây hai dây dẫn song song đây. Hai dây dẫn song song tiếp diện là 570 mm. Khoảng cách giữa các dây là 400 mm. Còn khoảng cách giữa các trụ này là 9 mét. Ở đây trên cái dây dẫn này ra thí nghiệm người ta sẽ làm cái những cái thanh ngăn cách. Những thanh ngăn cách này nó được đặt ở các khoảng cách 3 mét một. Chúng ta thấy ở đây trên cái khoảng 9 mét này ta đặt hai cái thanh ngăn cách này ra. Dòng điện ngắn mạch trong thí nghiệm này được sử dụng là dòng điện 50 kA và thời gian ngắn mạch duy trì là 245 ms. Chúng ta sẽ xem cái thí nghiệm. The height of this force depends on whether the subconductors clash or not, and if they do clash, on the length along with cái dây dẫn nó sẽ hút vào với nhau. Đây chúng ta nhìn thấy khi có dòng điện cùng chiều đi qua thì dây dẫn nó được hút vào nhau. Ở cái chỗ ngăn cách này thì nó là cái thanh ngăn cách cứng này nên nó không có hút được. Nhưng mà chúng ta thấy là ở những cái chỗ mà không ngăn cách thì dây dẫn nó hút vào với nhau. If they do clash, on the length along which the subconductors touch each other. Trong video này, chúng ta xem về hình ảnh đường dây thực tế khi có lực tác động của lực động điện. The accuracy of calculation results is demonstrated by the next video too. Chúng ta thấy là các đường dây song song nó sẽ hút trên cùng pha, trên đường dây trên cùng pha hút hoặc đẩy nhau. The clashing of bundled cables and wave-like movement may be simulated, as done here. Về đường dây song song, trong cùng pha, chúng sẽ hút hoặc là đẩy nhau. Ở đây là người ta thực hiện với cái dao động chậm, quay chậm. Tiếp theo chúng ta xem về lực tác động lên thanh góc mềm khi ngắn mạch. Trong trạm điện cao áp thường người ta lắp đặt các thanh góc mềm. Đây là hình ảnh của đường dây thực tế. Một đường dây là bằng đồng, tiết diện 320
24 mm², khoảng cách giữa các dây được đặt là 2,5 m, và khoảng cách giữa các xà treo dây là 40 m. Dòng điện hiệu dụng ngắn mạch 30 kA được đưa vào thử nghiệm với thời gian ngắn mạch là 800 mili giây. Influences the tensile forces in the cables a lot. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đẩy nhau và nó có dao động rất là lớn. Tiếp theo đây là một cái thí nghiệm về hệ thống thanh góp bằng dây nhôm loại thép tiết diện là 537 trên 53, 53 là loại thép milimét vuông. Khoảng cách giữa các dây dẫn này là 2 m, khoảng cách xà treo là 40 m. Dòng điện ngắn mạch được đưa vào dây dẫn là 28,5 kA. Thời gian ngắn mạch được xem xét ở đây là 300 mili giây. First, only the span on which droppers are fixed is adapted with the short circuit current. Nevertheless, the horizontal displacement due to the kinetic impulse of the fixing is impressive. The same dropper is now adapted with short circuit current, while the span carries the current to the connection point with the dropper only. The maximum displacement differs only little, but the kind of movement changes a lot. The whole test series shown until now helps the development of simplified calculation methods, as given in IEC standard 60865. Still, there are many connection types which deviate from boundary conditions of those test series. In this case, short circuit effects should be calculated with advanced methods, e.g. the finite element method. As a typical example of the calculation with advanced method, the animation shows the behavior of a span under the condition that the span of the vicinity is adapted with short circuit current. Important for this calculation is the knowledge of eigenfrequencies and, above all, the stiffness of the gantry, since these greatly influence the dynamic behavior. Và tất cả những hệ thống này phải được kiểm tra để đảm bảo khi xảy ra ngắn mạch thì không có hư hỏng. The accuracy of the calculation may be checked if tested structures are recalculated. Chúng ta As an example, the 40-meter span shown earlier swings back if short circuit lasts when the swing-out angle has reached 180 degrees. Finite element animation shows the same movement, and the measured forces are very close to calculated ones. Chúng ta đã thấy các cái thiết bị thanh dẫn hoặc là các dây dẫn vân vân nó chịu tác động bởi lực điện động. Lực điện động này có thể làm biến dạng hoặc phá hoại các cái thiết bị. Vì vậy cho nên khi mà lắp đặt các khí củ điện, thanh dẫn hoặc các thiết bị điện thì chúng ta cần phải kiểm tra ở định động. Việc kiểm tra ở định động là kiểm tra các khí củ điện, thanh dẫn vân vân dưới tác động của lực điện động do dòng ngắn mạch gây ra. Đối với các cái khí củ điện, thiết bị điện nói chung thì khả năng ổn định động của thiết bị đó là khả năng chịu đựng được tác động của lực do dòng điện ngắn mạch sinh ra.
Và đối với lại mỗi phần tử trong hệ thống điện thì nó sẽ có các cái điều kiện kiểm tra thích hợp, tùy thuộc vào cái dạng phần tử, tùy thuộc vào cái loại phần tử. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét về ổn định động của các khí cụ điện. Ở trong thiết kế thì khi mà chọn các cái khí cụ điện thì chúng ta cần phải kiểm tra cái khả năng chịu lực tác động tạo ra do cái dòng điện ngắn mạch. Thế để dễ dàng trong cái việc kiểm tra thì các khí cụ điện này đó, người ta sẽ cung cấp các cái thông số về dòng điện ổn định động định mức. Cái dòng điện ổn định động định mức này nó sẽ đặc trưng cho khả năng ổn định động. Cái thiết bị nó có thể bị hư hỏng biến dạng đó là do lực, nhưng người ta lại không có đưa ra cái thông số lực, và thông số lực nó tính toán nó khó khăn. Vì vậy cho nên để dễ dàng trong kiểm tra thì người ta đưa ra thông số đó là dòng điện ổn định động định mức. Dòng điện ổn định động định mức này đó, nó thường được cho ở cái giá trị tức thời và là chỉ số đỉnh. Trong một số trường hợp thì người ta cũng có thể là cho ở chỉ số hiệu dụng. Và khi cho ở chỉ số hiệu dụng thì chúng ta sẽ phải tính toán để quy đổi cho nó phù hợp. Và các cái thông số này thì thường là được xác định trên cơ sở tính toán hoặc là thí nghiệm. Đối với các nhà chế tạo thì sẽ cung cấp các cái thông số dòng điện ổn định động định mức có chỉ số đỉnh, được viết là Y nhỏ động định mức, hoặc là chỉ số hiệu dụng Y lớn động định mức. Các cái thông số này được ký hiệu theo tiếng Việt, còn ký hiệu chung theo tiếng Anh hoặc là theo tiêu chuẩn IEC thì chúng ta sẽ xem ở trong slide sau. Để kiểm tra ổn định động của khí cụ điện thì chúng ta sẽ kiểm tra theo điều kiện là Y động định mức, dòng này là dòng điện tức thời, nó sẽ phải lớn hơn là dòng điện tức thời xung kích, Y xung kích, hay là trị hiệu dụng được tính toán theo cái biểu thức dưới này. Y lớn này là trị số hiệu dụng. Và dòng điện Y xung kích là cái dòng điện ngắn mạch xung kích, và dòng này là dòng ngắn mạch tính toán, được xác định qua cái tính toán ngắn mạch. Dòng xung kích này được xem là dòng điện ngắn mạch lớn nhất có thể chạy qua khí cụ điện. Và việc tính toán kiểm tra ổn định động của các khí cụ điện đó là chúng ta sẽ tính toán với dạng ngắn mạch 3 pha. Chúng ta lưu ý là chúng ta tính toán với dạng ngắn mạch 3 pha. Và chúng ta coi là dạng ngắn mạch 3 pha là dạng ngắn mạch lớn nhất xảy ra đối với lại các khí cụ điện. Và dưới đây là các cái điều kiện kiểm tra các cái thiết bị đóng cắt cụ thể. Các cái ký hiệu này là ký hiệu theo tiêu chuẩn IEC. ICU sẽ phải lớn hơn dòng điện ngắn mạch xung kích 3 pha. Hoặc là ICS sẽ phải lớn hơn dòng điện ngắn mạch xung kích 3 pha. Các giá trị này là giá trị hiệu dụng. Hoặc là ICM, giá trị này là giá trị đỉnh, sẽ lớn hơn là giá trị dòng xung kích ở giá trị đỉnh. Chúng ta xem xét cụ thể một cái thiết bị. Thiết bị này là một cái máy cắt, hay tiếng Anh gọi là CB đó, circuit breaker. Việt Nam chúng ta còn gọi cái này là aptomat nữa. Thì đối với lại các thiết bị này là thiết bị đóng cắt khí cụ điện. Khí cụ điện này nó sẽ có các cái thông số như thế này, được phanh ở trong các vòng đỏ như này. ICU. ICU là gì? Là khả năng cắt ngắn mạch tới hạn. Tức là cái trị số mà cái máy cắt này hay là cái CB này nó có thể cắt được ngắn mạch, cắt được dòng điện ngắn mạch. Cái khả năng cắt này đó là người ta không xét đến là cái chế độ làm việc trước đó của cái máy cắt này. Thì người ta ký hiệu là ICU. Và cụ thể trong cái trường hợp cái máy cắt cụ thể đây thì chúng ta thấy rằng là với một cái họ máy cắt ví dụ như là NVK08, cái máy cắt này là máy cắt của hãng Schneider, nó là cái máy cắt điện áp là thấp, điện áp dưới 1000 V, điện áp làm việc của nó đó là 690 cho đến
1150V. Thế cái máy cắt này đó, với cái họ máy cắt là NVK08 thì cái khả năng cắt của nó là 42 kA, và giá trị này là giá trị hiệu dụng. Giá trị hiệu dụng khi mà tôi ký hiệu thế này là giá trị hiệu dụng. Còn cái giá trị thứ hai mà chúng ta cũng có thể xem xét tới, người ta gọi là khả năng cắt ngắn mạch làm việc, được ký hiệu là ICS. ICS đây. Đấy. Cái khả năng cắt ngắn mạch làm việc này đó là gì? Người ta sẽ cho cái máy cắt này nó làm việc. Thông thường là nó sẽ làm việc ở cái tải khoảng 85% so với tải định mức. Và khi mà máy cắt đang làm việc với tải 85% so với tải định mức thì nó vẫn có thể chịu đựng được dòng điện ngắn mạch như thế này. Ở đây cái ICS này nó bằng 100% so với ICU. Thông thường cái ICS này người ta lấy tỷ lệ phần trăm theo ICU. Và như vậy là nó khi mà nó làm việc không tải, nó là ICU. Còn khi mà nó mang tải thì nó sẽ được tính toán theo cái khả năng cắt ngắn mạch làm việc. Ở đây thì dù cho nó không tải hay là nó làm việc, nó vẫn có khả năng cắt như nhau, tức là 42 kA, tức là 100% so với lại cái giá trị này. Cái giá trị thứ ba liên quan đến cái giá trị ổn định động, đó là đóng ngắn mạch. Khả năng đóng ngắn mạch là gì? Ta hình dung thế này. Một cái CB nó đang ở trạng thái mở, mà mạch đằng sau tải của CB đó là nó có xảy ra ngắn mạch vì một cái lý do nào đó, nó đã có ngắn mạch rồi. Thì lúc này khi mà CB đóng vào thì sẽ đóng vào với cái dòng điện là dòng điện ngắn mạch. Và thường thì dòng điện ngắn mạch này sẽ là cái dòng điện lớn nhất. Nó có thể lớn hơn so với trường hợp là CB nó đang mang tải mà xảy ra ngắn mạch. Do đó cho nên cái trị số này đó người ta không gọi là khả năng cắt ngắn mạch, mà người ta gọi là khả năng đóng ngắn mạch. Tức là CB nó đóng vào ngắn mạch, đóng vào cái mạch phía sau là đã có ngắn mạch rồi. Và cái giá trị này người ta ký hiệu là ICM. ICM này nó đặc trưng cho cái khả năng ổn định động của cái CB. Giá trị này người ta lấy là chỉ giá trị đỉnh, kiloampe đỉnh. Và chúng ta thấy trị số của nó là 88 kiloampe. Và như vậy đó, trong trường hợp này thì cái CB này nó có thể chịu đựng được cái dòng điện ngắn mạch ở trị số đỉnh là lên tới 88 kiloampe. Chúng ta xem lại cái dạng dòng điện ngắn mạch để chúng ta thấy rõ hơn. Đấy. Đây là dạng dòng điện ngắn mạch. Khi mà xảy ra ngắn mạch đó thì dòng điện nó tăng lên. Và trong cái thời gian đầu thì nó có cái dòng điện một chiều, thành phần dòng điện một chiều. Và cái trị số dòng điện đỉnh lớn nhất đó là cái trị số này đây. Đấy. Trị số này đó nó hình thành sau khoảng một nửa chu kỳ kể từ khi xảy ra ngắn mạch. Và trị số này nó cũng được quy ước là cái giá trị ICM, là trị số dòng điện đỉnh lớn nhất mà CB nó có thể chịu đựng được. Còn cái giá trị ICU là giá trị hiệu dụng. Cái giá trị hình sin đây đó là giá trị dòng điện xoay chiều ngắn mạch. Khi mà dòng điện một chiều nó tắt rồi thì dòng điện xoay chiều ngắn mạch nó chỉ còn dòng xoay chiều ngắn mạch tồn tại thôi. Giá trị hình sin này là cái nó có cái giá trị đỉnh đây. Còn giá trị hiệu dụng của nó đó bằng cái giá trị đỉnh này chia cho căn 2 thì chúng ta sẽ có ICU. ICU là cái khả năng cắt dòng điện ngắn mạch của CB. Chúng ta đã xem về tính toán kiểm tra ổn định động của khí cụ điện. Tiếp theo chúng ta sẽ xem về tính toán kiểm tra ổn định động của thanh dẫn. Đối với thanh dẫn thì lại không có kiểm tra ổn định động giống như là khí cụ điện. Mà đối với thanh dẫn đó thì
thì người ta sẽ kiểm tra ổn định động nó theo điều kiện về ứng suất. Điều kiện ứng suất ở đây là gì? Ứng suất này là giá trị ứng suất tính toán. Ứng suất tính toán. Ứng suất tính toán này đã không được vượt quá cái ứng suất cho phép của vật liệu. Sigma cho phép, đây gọi là ứng suất cho phép của vật liệu. Đối với lại mỗi một vật liệu làm thanh dẫn thì nó sẽ có cái ứng suất khác nhau. Đồng sẽ có ứng suất khác với lại nhôm. Ứng suất ở đây đó chúng ta có thể hình dung là cái khả năng phản ứng của vật liệu lại cái lực tác động lên trên cái vật liệu đó. Cái khả năng phản ứng này đó nó tùy theo cái độ lớn của lực. Đối với lại trường hợp nếu như độ lớn của lực mà nó bé hơn cái khả năng ứng suất này của vật liệu thì vật liệu đó nó sẽ không biến dạng. Như vậy cái điều kiện kiểm tra của thanh dẫn này là chúng ta kiểm tra theo cái điều kiện ứng suất. Ứng suất tính toán sẽ bé hơn là ứng suất cho phép. Và cái ứng suất này đã làm sao xác định được? Thì chúng ta sẽ xác định từ cái dòng điện ngắn mạch xung kích trị số đỉnh. Bởi vì dòng ngắn mạch xung kích trị số đỉnh sẽ tạo ra lực lớn nhất. Từ lực này là chúng ta sẽ có công thức để chúng ta tính toán ra cái ứng suất này. Trong cái phần phía sau thì chúng ta sẽ xem xét những cái công thức cụ thể để chúng ta xác định cái giá trị ứng suất tính toán này. Một cái kiểm tra nữa là đối với lại xứ cách điện. Xứ cách điện đó thì thông thường nó sẽ được sử dụng với lại các cái vật liệu dẫn điện. Chẳng hạn như nó được sử dụng để làm cách điện cho các cái thanh dẫn. Chúng ta sẽ xem các hình dạng đây. Ví dụ như đây, ở đây nó có ba cái thanh dẫn hình chữ nhật. Các thanh dẫn này nó sẽ được đặt trên cái xứ cách điện. Ở bên dưới này đó thì nó là cái sàn. Cái sàn này là sàn thường nối đất. Thì cái thanh dẫn này nó sẽ phải cách ly với lại cái sàn này thông qua các cái xứ. Như vậy đó chúng ta cũng sẽ phải kiểm tra cái khả năng chịu đựng lực tác động của cái xứ này. Khi mà có một lực tác động vào cái thanh dẫn này, nó sẽ ảnh hưởng đến xứ, thì cái xứ này nó sẽ phải chịu đựng được cái lực tác động này. Và trong cái video đó chúng ta đã xem rồi, thì chúng ta thấy là đối với cái thanh dẫn, khi mà có dòng điện lớn đi qua thì cái thanh dẫn nó sẽ bị đẩy ra, và thanh dẫn nó biến dạng, nó kéo theo cái xứ. Cái xứ đỡ nó là bị gãy. Cái xứ nó sẽ được kiểm tra theo cái lực tính toán tác động lên đồng xứ. Chúng ta phải đảm bảo là gì? F tính toán, đây là cái lực tính toán tác động lên đồng xứ. Lực này nó sẽ phải bé hơn hoặc là bằng 0,6 lần F cho phép. Lực F cho phép này là gì? Lực F cho phép là lực phá hoại khi có tác động lên đồng xứ. Cái lực này đó người ta sẽ thực hiện bằng cách các cái thí nghiệm. Đối với các hãng chế tạo, khi mà người ta sản xuất ra một cái lô xứ rồi thì người ta sẽ lấy ra một số mẫu và người ta đưa vào thí nghiệm. Người ta đặt một cái lực tác động lên đầu xứ và người ta đo cái lực tác động này. Đến khi nào mà cái lực tác động này nó làm phá hỏng đầu xứ thì người ta ghi nhận cái số liệu đó. Người ta gọi là lực phá hoại, F phá hoại. Thì trong một cái lô sản xuất ra thì người ta chỉ lấy một số cái mẫu ra thôi, để người ta thí nghiệm thôi. Và người ta có cái tính toán để người ta đưa ra một cái lực phá hoại chung, những giá trị lực phá hoại chung cho cái xứ. Và đối với lại các cái thiết bị điện, chẳng hạn như là thanh dẫn đặt lên xứ, thì phải đảm bảo rằng là lực tác động lên thanh dẫn đó nó không được vượt quá 0,6 lực phá hoại này. 0,6 ở đây là một cái hệ số an toàn.
chúng ta phải luôn luôn là đảm bảo xứ nó an toàn. Như vậy ở đây đó sẽ lực tác động này chỉ bằng 0,6 cái giá trị lực cho phép của đồng xứ thôi. Để chúng ta xem một số các cái dạng thanh dẫn được đặt trên xứ. Đấy, chúng ta thấy đây là cái dạng thanh dẫn đơn, cái dạng thanh dẫn đơn hình chữ nhật được đặt lên các đầu xứ, và khi mà có ngắn mạch xảy ra thì nó sẽ có cái lực tác động vào cái thanh dẫn này. Đấy, và lực tác động này nó sẽ kéo cái thanh dẫn. Đấy, dẫn đến là kéo cái đầu xứ này. Đấy, nó bị uốn đi và có thể gây nên phá hỏng cái xứ, nên chúng ta cần phải kiểm tra cái tác động lên xứ này. Một số dạng thanh dẫn khác ở đây đó là thanh dẫn ghép hai thanh dẫn hình chữ nhật lại, ở đây là gọi thanh dẫn đôi đó, hoặc đây là người ta sử dụng cái thanh dẫn hình máng hay hai cái thanh dẫn hình chữ C. Đấy, rồi chúng ta thấy là đây là người ta đặt các thanh dẫn ở trên cái mặt phẳng ngang, đây là đặt thanh dẫn trên cái mặt phẳng đứng. Thì đối với lại những cái dạng này, trong cái phần tính toán cụ thể, tính toán lực tác động, thì chúng ta sẽ có cái phần để chúng ta nghiên cứu các công thức tính toán cho các cái dạng thanh dẫn này. Đấy, chúng ta thấy là có rất là nhiều các cái dạng đặt khác nhau. Đây là cái thanh dẫn đặt đứng trên các cái xứ, đặt trên mặt phẳng ngang. Còn đây đó người ta có thể là đặt cái thanh dẫn này nằm ngang ra. Nó không phải đứng này mà bây giờ người ta đặt nằm ngang. Hoặc ở đây là cái thanh dẫn kép, hai thanh dẫn chung. Một cái mạch nó có hai thanh dẫn. Thì chúng ta thấy nó cũng có nhiều cái dạng, hoặc là đặt thành tầng như thế này, ba pha đặt theo tầng, hoặc ba pha đặt trên mặt phẳng ngang. Đấy, mà đặt trên mặt phẳng ngang thì có thể các thanh dẫn này đặt đứng hoặc cũng có thể là đặt nằm như thế này. Ta thấy là có rất là nhiều dạng khác nhau, và mỗi một cái dạng như thế này đó thì cái khả năng chịu lực tác động do dòng điện ngắn mạch sinh ra nó sẽ khác nhau. Và chúng ta xem đây là một cái hệ thống thanh dẫn thực tế. Trong cái hệ này thì chúng ta thấy là tới 6 cái thanh ghép song song, 6 cái thanh đồng ghép song song, và dòng điện của cái hệ này nó lên tới là 40 kA, tải một cái dòng điện rất lớn. Khi mà tải dòng điện lớn thì người ta sẽ phải làm cho cái tiết diện của thanh dẫn này nó lớn lên bằng cách người ta sử dụng nhiều cái thanh dẫn song song. Ở đây là hình ảnh các cái thanh dẫn của các pha. Đối với hạ thế đó thì người ta có 3 pha và một trung tính. Đấy. Người ta ở đây đó thì những cái thanh này người ta có bọc cách điện, do đó cho nên là người ta có thể ghép nó gần vào nhau, sát vào nhau. Nhưng để chịu lực được đó thì chúng ta thấy người ta phải có cái hệ thống kẹp như thế này. Cái hệ thống kẹp như thế này đấy để giữ các thanh dẫn nó không có bị biến dạng khi mà có lực tác động của dòng điện ngắn mạch. Chúng ta xem về nội dung của chủ đề liên quan đến phát nhiệt, tính toán nhiệt và các vấn đề nhiệt liên quan đến khí cụ điện và dây dẫn. Trong cái nội dung này đó thì có 8 cái mục liên quan. Thầy sẽ trình bày lần lượt từng cái mục để chúng ta theo dõi. Phần thứ nhất là sự tỏa nhiệt của vật mang điện. Thì đối với lại khí cụ điện hoặc là dây điện, cáp điện vân vân, khi mà nó làm việc thì nhiệt độ nó nóng lên và nóng hơn nhiệt độ môi trường. Thì trong trường hợp này đó thì các cái vật nóng như thế này nó sẽ tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, và cái quá trình tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh đó nó thực hiện bằng 3 cái quá trình khác nhau. Thứ nhất là dẫn nhiệt, thứ hai là đối lưu,
và thứ ba là truyền nhiệt bằng bức xạ. Đây là ba cái quá trình truyền nhiệt của một cái vật mà nó có nóng hơn là nhiệt độ của môi trường. Thế chúng ta sẽ xem xét lần lượt từng cái quá trình này để chúng ta hiểu rõ thêm. Đầu tiên là quá trình dẫn nhiệt. Thế dẫn nhiệt nó sẽ thực hiện như thế nào? Thì dẫn nhiệt thông thường đó thực hiện là giữa các cái vật tiếp xúc với nhau. Thì giữa vật tiếp xúc này với vật tiếp xúc kia, nếu như vật này nó nóng hơn vật kia thì nó sẽ truyền nhiệt dẫn bằng cái cách dẫn nhiệt qua cái vật kia. Ví dụ như đối với lại cáp điện chẳng hạn, thì cáp điện là nó có cái lõi, lõi bằng kim loại ở bên ngoài được bọc cách điện. Thì khi mà làm việc đó thì bên trong lõi kim loại nóng lên và lõi kim loại này nó sẽ thực hiện cái việc dẫn nhiệt qua cái lớp vỏ, qua cái lớp vỏ của cáp. Như vậy cái quá trình mà truyền nhiệt từ cái lõi ra đến cái vỏ, cái quá trình này gọi là quá trình dẫn nhiệt. Hoặc đối với lại các cái máy điện chẳng hạn, máy điện thì giữa cái lõi khi mà làm việc có dòng điện đi qua, lõi nóng lên thì nó cũng truyền nhiệt qua cái khung sắt từ của các cái máy điện. Còn trong trường hợp mà cáp chôn trực tiếp dưới đất thì khi mà cáp làm việc thì cáp nó sẽ nóng lên và nó cũng sẽ truyền nhiệt bằng cái quá trình dẫn nhiệt ra cái lớp đất, lớp cáp xung quanh cáp. Chúng ta xem một số những cái trường hợp cụ thể như thế này để chúng ta thấy rõ hơn về cái quá trình dẫn nhiệt. Ví dụ như đây là cáp này, cáp nó có cái lõi bằng đồng, lõi đồng này đó nó sẽ dẫn điện, còn bên ngoài người ta bọc cái lớp mà lớp vỏ cáp, lớp này lớp cách điện. Thì khi mà cái lõi này nóng lên thì nó sẽ thực hiện nó dẫn nhiệt ra ngoài, truyền nhiệt ra ngoài bằng cái quá trình là dẫn nhiệt, vì cái lớp vỏ này nó tiếp xúc vào với lại cái lõi cáp. Hoặc là ví dụ như đây là một cái mương cáp, đây là mương cáp người ta đang thi công. Khi mà người ta thi công xong đó thì người ta sẽ lấp đất cáp đầy vào cái mương này và cáp này nó sẽ được chôn ở dưới đất. Thế thì khi mà cái cáp này làm việc thì nó sẽ phát nhiệt, nó sẽ dẫn nhiệt từ cáp ra ngoài cái lớp đất xung quanh cái cáp này. Hoặc đây như là một cái bản mạch điện tử. Trên cái bản mạch điện tử này người ta gắn các cái con chip. Khi mà làm việc thì các con chip này nóng lên, cái đầy tỏa nhiệt cho các con chip này người ta mới gắn lên trên các con chip này các cánh tản nhiệt. Cánh tản nhiệt này nó tiếp xúc vào cái con chip và khi mà con chip nó nóng thì nó sẽ dẫn nhiệt từ con chip ra các cánh tản nhiệt này. Hoặc đây là cái lõi máy biến áp, một cái máy biến áp. Cái lõi đây bên trong này là cuốn dây đồng. Cái lõi này nó được cuốn xung quanh cái lõi thép. Và khi mà cái máy biến áp này làm việc, cái lõi này nó sẽ phát nóng và nó sẽ dẫn nhiệt bằng cách truyền nhiệt ra cái lõi thép này, ngoài lõi thép. Hoặc tương tự như thế, đây là cái động cơ điện. Khi mà động cơ điện làm việc, cái lõi đồng này nó sẽ nóng lên và nó sẽ dẫn nhiệt ra ngoài cái lõi thép của động cơ. Để mà tính toán cái quá trình dẫn nhiệt đó thì người ta sử dụng cái phương trình Fourier. Đây là phương trình Fourier. Trong đó Q là cái lượng nhiệt dẫn qua một cái khoảng cách x. Thì cái việc phân bố về nhiệt độ theo cái khoảng cách x thì nó theo cái đồ thị như thế này. Chúng ta sẽ thấy như thế này, ở tại cái vị trí chính nguồn nhiệt, tức là cái khoảng cách x bằng 0 thì nhiệt độ nó sẽ là cao nhất. Nhưng càng đi ra xa khỏi nguồn nhiệt thì nhiệt độ nó sẽ giảm dần và nhiệt độ nó sẽ giảm theo cái khoảng cách. Và cái việc tính toán cái lượng nhiệt dẫn qua cái khoảng cách x thì được thực hiện theo phương trình Fourier này.
Ở đây rho là một cái hằng số ta gọi là hằng số truyền nhiệt, hay nó còn gọi là nhiệt trở của cái môi trường truyền nhiệt này, nhiệt trở của môi trường truyền nhiệt. Thế tiếp theo chúng ta sẽ xem về tỏa nhiệt đối lưu, cái quá trình tỏa nhiệt đối lưu. Thế đối với lại cái quá trình tỏa nhiệt đối lưu đó, thì các cái thiết bị điện, ví dụ như là động cơ, rồi dây dẫn vân vân, nó đặt ở trong không khí, thì lượng không khí đó thì nó luôn luôn có cái quá trình chuyển động, và quá trình chuyển động này nó sẽ chuyển động xung quanh cái bề mặt của thiết bị hoặc là của dây dẫn. Và cái quá trình chuyển động không khí này nó sẽ tải nhiệt từ bên trong thiết bị, bên trong dây dẫn ra ngoài môi trường. Cái quá trình này ta gọi là cái quá trình tỏa nhiệt đối lưu. Cái quá trình tỏa nhiệt đối lưu này đó, nó không phải là chỉ có tỏa nhiệt trong không khí, mà nó còn có tỏa nhiệt ở trong các cái môi trường lưu chất khác nhau. Ví dụ và như là cáp điện chẳng hạn. Cáp điện được đặt ở dưới sông, dưới biển, thì nước nó sẽ di chuyển xung quanh cái sợi cáp đó và nó tải nhiệt từ cái cáp đó ra ngoài cái môi trường nước. Hoặc là đối với lại những cái máy biến áp, thì cái lõi máy biến áp đó nó được đặt ở trong thùng dầu. Thì xung quanh cái lõi máy biến áp là dầu, và dầu nó cũng luân chuyển qua cái bề mặt của cái lõi thép, và nó sẽ cũng sẽ tải nhiệt ở trong cái lõi thép hoặc trong cuộn dây của máy biến áp ra ngoài cái môi trường dầu. Như vậy chúng ta là thấy là cái việc tỏa nhiệt đối lưu này nó sẽ thực hiện đối với lại những cái môi trường của các cái lưu chất, có thể là của không khí, có thể là một chất khí nào đó, hoặc là của các cái chất lỏng. Cái tính toán tỏa nhiệt đối lưu đó trong không khí thì chúng ta thường thường là chúng ta sẽ chỉ tính toán ở trên cái bề mặt của cái thiết bị đó thôi. Bởi vì không khí nó sẽ lưu thông ở trên cái bề mặt của thiết bị. Thế cái việc tính toán tỏa nhiệt đối lưu đó, thì người ta sẽ sử dụng cái công thức Newton về làm mát. Đây là cái công thức Newton. Trong đó Q là cái lượng nhiệt đối lưu qua cái một cái đơn vị diện tích bề mặt của vật. Ở đây đó chúng ta sẽ có cái theta amp, này là cái nhiệt độ của môi trường, và cái theta s là cái nhiệt độ trên bề mặt vỏ của thiết bị. Còn h là cái hệ số truyền nhiệt đối lưu. H này đó nó có thể lớn hoặc là bé. Đối với lại đối lưu tự nhiên, tức là chúng ta để trong một cái không khí bình thường, mà không khí nó di chuyển bình thường, thì cái H này nó bé. Nhưng đối với lại trường hợp đối lưu cưỡng bức, có nghĩa là chúng ta sử dụng quạt chẳng hạn, chúng ta thổi vào cái môi trường của cái vật đó, thì lúc này cái H nó sẽ tăng lên. Tiếp theo chúng ta sẽ xem về các cái trường hợp tỏa nhiệt khác nhau. Đối với thanh dẫn đó, thì thông thường thì ở những cái vị trí thanh dẫn mà nó ở vị trí trên cao đó, thì thông thường là cái việc tỏa nhiệt nó khó khăn hơn. Bởi vì chúng ta biết là gì, khi mà không khí nó nóng lên thì nó sẽ bốc lên. Và như vậy đó, ở những cái vị trí trên cao thì nó thường thường là có các cái không khí nóng từ dưới bốc lên, và như vậy cái việc tỏa nhiệt của những cái thanh dẫn này ở những cái vị trí cao thì nó thường là khó khăn hơn là đối với những cái thanh nó nằm ở vị trí thấp. Rồi đối với lại những cái mặt phẳng chẳng hạn, nếu như những cái mặt phẳng ngang thì chúng ta sẽ thấy là gì, cái việc tỏa nhiệt ở bên dưới mặt phẳng nó sẽ khó khăn hơn là bên trên, bởi bên trên là không khí nó sẽ bốc lên trên, còn bên dưới
của cái mặt phẳng đó thì không khí nó sẽ tù túng, nó sẽ nằm ở bên dưới cái mặt phẳng, nó không thoát ra được. Nên cái việc tỏa nhiệt của những cái thanh hoặc mặt phẳng nằm ngang thì nó, chúng ta sẽ thấy hai mặt nó sẽ khác nhau. Người ta có thể là thực hiện cái việc tỏa nhiệt tốt hơn bằng cách là người ta sử dụng quạt thổi. Khi mà sử dụng quạt thổi thì người ta còn gọi là thông gió cưỡng bức. Cái khi mà chúng ta sử dụng thông gió cưỡng bức đó thì ngoài cái việc là chúng ta sử dụng một cái áp lực cao, khi mà không khí chuyển động càng nhanh thì cái việc tỏa nhiệt nó sẽ càng tốt. Rồi ngoài ra đó thì chúng ta thấy nếu như mà áp suất của không khí mà cao thì lúc này cái việc tỏa nhiệt nó cũng sẽ tốt hơn. Bởi vì đối với là áp suất cao thì cái mật độ các phần tử không khí nó lớn, và mật độ phần tử không khí này nó đập vào cái bề mặt của thiết bị và nó sẽ tải được cái lượng nhiệt nhiều hơn. Như vậy đó, trong một số các cái trường hợp mà người ta cần tỏa nhiệt tốt thì người ta sử dụng những cái luồng khí có tốc độ cao và áp suất cao để mà tải nhiệt cưỡng bức ở các cái bề mặt. Chúng ta xem đây một số những cái hình ảnh liên quan đến các cái thiết bị. Ví dụ như đây là một cái hệ thống thanh dẫn. Chúng ta thấy hệ thống thanh dẫn đồng đây. Các cái thanh dẫn đồng này đó nó sẽ dẫn điện theo cái chiều đứng như thế này, rồi nó dẫn điện theo chiều ngang. Thì thông thường đó, ở những cái vùng trên cao này đó, cái việc tản nhiệt nó khó hơn, bởi vì là hơi nóng bên dưới nó sẽ bốc lên và nó tích tụ ở bên trên này. Ở đây đó chúng ta thấy là ngoài những cái thanh đồng đứng này thì nó còn những thanh đồng ngang. Đối với những thanh đồng ngang này thì phía bên dưới của thanh đồng này nó sẽ khó tải nhiệt hơn là phía bên trên. Bởi vì cái việc lưu thông của dòng không khí nó gặp cái bề mặt ngang này nó sẽ chặn lại, và như vậy cái việc lưu thông nó sẽ kém hơn và dẫn đến là tỏa nhiệt nó sẽ giảm, cái hiệu quả tỏa nhiệt nó sẽ giảm đi. Hoặc là trên cái hình đây chúng ta thấy đây là hình ảnh của cái dàn tản nhiệt của một cái máy biến áp công suất lớn. Thì ở đây đó người ta sẽ lắp ở đây những cái quạt, những quạt này nó thổi vào cái dàn tản nhiệt này để nó làm tăng thêm cái sức tỏa nhiệt cho cái máy biến áp. Hoặc là đây là một cái bo mạch máy tính. Chúng ta thấy là con CPU đó nó được tỏa nhiệt bằng cái hệ thống tấm tản nhiệt này, rồi người ta còn lắp vào đây một cái quạt nữa. Cái quạt này đó nó làm cho cái luồng không khí lưu thông qua cái tấm tản nhiệt này nó tăng lên, và như vậy nó tăng cái hiệu quả tản nhiệt cho cái con CPU này. Tiếp theo chúng ta xem về cái tỏa nhiệt bằng bức xạ hay là tỏa nhiệt bằng truyền sóng. Tỏa nhiệt bức xạ đó là cái bức xạ điện từ, nó sẽ được tạo ra bởi cái chuyển động nhiệt của các cái hạt điện tích, cái hạt tích nhiệt. Cái bức xạ nhiệt này thì nó khác với đối lưu và dẫn nhiệt. Và bức xạ nhiệt này nó là một cái quá trình truyền sóng. Giống như là chúng ta, chẳng hạn chúng ta đứng ở cách xa một cái đám cháy, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được cái sức nóng của cái đám cháy đó. Đó là cái quá trình bức xạ. Và cái quá trình bức xạ nhiệt này đó, nó có thể truyền qua cái môi trường chân không, ví dụ như là sức nóng của mặt trời chẳng hạn, nó truyền xuống trái đất. Đối với lại tỏa nhiệt bức xạ đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái bề mặt của cái vật bức xạ. Nếu như mà chúng ta sơn phủ các cái thanh dẫn chẳng hạn, hoặc là chúng ta làm nhám cái bề mặt của cái vật
thì chúng ta có thể làm tăng cái khả năng truyền nhiệt bằng bức xạ. Do đó cho nên đó, đối với lại các cái thanh dẫn, người ta sử dụng các cái màu sơn khác nhau. Thứ nhất là để phân biệt các pha. Ví dụ như chúng ta thấy đây này. Đấy, chẳng hạn như đây một cái thanh dẫn này, người ta sơn màu khác nhau, thì cái việc sơn màu như thế này đó, nó làm tăng cái việc tỏa nhiệt. Nếu như mà cái màu này là sáng thì như vậy cái việc tỏa nhiệt nó sẽ kém. Còn cái màu tối thì nó tỏa nhiệt tốt hơn. Nên thứ nhất là người ta sơn các cái màu khác nhau để phân biệt pha, và đồng thời cũng để phân biệt, để tăng cái khả năng tỏa nhiệt. Việc tỏa nhiệt bức xạ thì nó còn phụ thuộc vào cái bề mặt, diện tích bề mặt của các cái thanh dẫn hoặc dây dẫn như thế này. Nếu như bề mặt mà càng lớn thì cái việc tỏa nhiệt bức xạ nó sẽ lớn. Và thông thường đó thì để mà có tăng cái khả năng tỏa nhiệt thì người ta tăng cái bề mặt tỏa nhiệt lên. Ví dụ như là một cái thanh thì thông thường người ta sẽ không thà làm cái thanh vuông, mà người ta làm các thanh chữ nhật như thế này, thì chúng ta sẽ thấy là cái bề mặt nó sẽ tăng. Hoặc là như là một cái thanh mà người ta làm hình máng tròn như thế này, thì người ta sẽ ngắt nó ra và người ta làm tăng cái bề mặt. Đối với lại một cái ống tròn như thế này thì chúng ta sẽ thấy là tỏa nhiệt bức xạ nó sẽ chỉ tỏa ở cái bề mặt bên ngoài thôi. Nhưng đối với lại cái dạng ống mà có trẻ đôi ra như thế này thì chúng ta sẽ thấy là cái việc tỏa nhiệt bức xạ nó sẽ tỏa nhiệt ở hai mặt này. Ngoài ra thì nó còn tăng cái khả năng tỏa nhiệt đối lưu nữa. Đối với lại tỏa nhiệt bức xạ đó thì được xác định theo cái định luật là Stefan Boltzmann như thế này. Đây là cái lượng nhiệt tỏa nhiệt bức xạ. Lượng nhiệt này đó nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ bề mặt của vật, và nó tỷ lệ với cái nhiệt độ này mũ 4. Rồi nó phụ thuộc vào một cái hằng số sigma gọi là hằng số Stefan Boltzmann, và epsilon là cái hệ số phát xạ. Cái hệ số phát xạ này thì nó phụ thuộc vào một cái bề mặt, cái đặc tính bề mặt của vật. Những cái bề mặt mà càng sáng thì cái hệ số epsilon này nó sẽ càng bé. Nhưng nếu như mà cái bề mặt mà nó tối và nó xù xì thì cái hệ số phát xạ này nó sẽ tăng lên. Ngoài cái khả năng tỏa nhiệt thì đối với vật nó còn có cái khả năng nữa là hấp thụ nhiệt. Nếu như mà nhiệt độ của vật mà nó thấp hơn nhiệt độ môi trường, nhiệt độ xung quanh, thì lúc này cái vật đó nó sẽ hấp thụ nhiệt bức xạ. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái mà một cái vật nó không chỉ là có khả năng tỏa nhiệt ra mà nó còn có khả năng hấp thụ nhiệt nữa. Thế đối với lại các cái bề mặt mà hấp thụ nhiệt đó thì nó được tính toán theo công thức như thế này. Ở đây alpha là một cái hệ số hấp thụ thì khả năng hấp thụ nó phụ thuộc vào cái hệ số hấp thụ. Và thông thường đối với một vật đó thì người ta có thể coi cái khả năng bức xạ hay là khả năng hấp thụ nó giống nhau, khả năng phát xạ ra hay là khả năng hấp thụ nó giống nhau, hay là epsilon thì nó bằng với lại alpha. Và chúng ta sẽ có tổng bức xạ trên một đơn vị diện tích được tính toán theo công thức như thế này. Và chúng ta cũng sẽ tính được cái năng lượng bức xạ trên một cái bề mặt diện tích. Ở đây A là cái
diện tích bề mặt của cái vật bức xạ được tính theo mét vuông. Đối với lại dây dẫn hoặc thiết bị điện đặt trong không khí đó, thì cái việc truyền nhiệt ra ngoài không khí nó sẽ được thực hiện bằng hai cái hiện tượng, đó là hiện tượng đối lưu và hiện tượng bức xạ nhiệt. Đó là những cái thiết bị mà đặt trong không khí thì nó sẽ chủ yếu nó sẽ thực hiện bằng hai cái hình thức đối lưu và hình thức bức xạ. Còn đối với lại cáp điện chẳng hạn chôn dưới đất thì nó lại chỉ có một cái hình thức truyền nhiệt thôi, đó là hình thức dẫn nhiệt ra ngoài cái môi trường đất. Nên là tùy theo các cái trường hợp khác nhau mà chúng ta sẽ khảo sát các cái cách truyền nhiệt khác nhau. Cái trở lại cái hình ảnh ví dụ này thì chúng ta thấy là đây là cái hệ thống thanh dẫn. Thanh dẫn này nó được sơn màu, cái màu sơn này đó để phân biệt các pha, rồi đồng thời cũng là làm để tăng cái khả năng dẫn nhiệt của cái bức xạ của các cái thanh dẫn này. Hoặc đây là một cái hệ thống bình nước nóng. Bình nước nóng này đó thì nó là hấp thụ nhiệt. Chúng ta biết là bình nước nóng thì nó sẽ hấp thụ cái năng lượng mặt trời. Ở đây người ta sử dụng các cái ống này là các cái ống sẫm màu. Cái ống sẫm màu để tăng cường cái khả năng hấp thụ nhiệt. Thì nếu như cái ống này mà nó sáng quá thì nó sẽ không hấp thụ các cái tia bức xạ của mặt trời được. Đấy, nên là ống này nó sẫm màu. Và cái cấu tạo của ống này nó thông thường là người ta có cấu tạo giống như một cái bình, cái ống của bình thủy. Nó sẽ có một cái lớp trên không. Ống này nó gồm có hai cái ống thủy tinh, một cái lớp ngoài và lớp trong. Giữa hai cái lớp đó là chân không. Đó, để nhiệt lượng ở bên ngoài nó truyền vào trong nước ở bên trong ống thì nước này nó giữ được những nhiệt độ cao, nó không có tỏa nhiệt ra bên ngoài. Và đối với một vật khi mà nó được đặt ở trong môi trường đó, và cái vật đó ví dụ như thiết bị điện hoặc là dây dẫn chẳng hạn, khi nó làm việc thì nó sẽ có cái quá trình cân bằng nhiệt. Cái quá trình cân bằng nhiệt này nó được thể hiện bằng cái phương trình cân bằng nhiệt. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái vế, một cái vế bên tay phải đó là cái năng lượng đưa vào và cái vế bên tay trái là năng lượng tiêu hao. Năng lượng đưa vào thì gồm có là Vn, này là cái năng lượng hấp thụ từ các cái nguồn nhiệt khác, ví dụ như là dây dẫn chẳng hạn treo ở trong không khí. Vào ban ngày có ánh sáng mặt trời chiếu vào thì dây dẫn này nó sẽ hấp thụ cái năng lượng bức xạ từ mặt trời. Còn đối với lại dây dẫn đó, khi mà nó dẫn điện thì trong dây dẫn nó tỏa ra năng lượng. Cái năng lượng này là năng lượng nó tỏa ra do cái điện trở ở trong dây dẫn. Như vậy toàn bộ tổng hai cái năng lượng này đó là cái năng lượng của cái vật. Năng lượng này nó sẽ được tiêu hao bằng một cái năng lượng Vout. Vout này đó là cái lượng nhiệt tỏa ra bằng cách là mà tỏa nhiệt dẫn nhiệt, hình thức dẫn nhiệt, tỏa nhiệt bằng hình thức đối lưu, tỏa nhiệt bằng hình thức bức xạ. Và thêm một phần nữa đó là cái phần năng lượng làm cho cái vật đó nó nóng lên, bản thân cái vật đó nóng lên, đó là delta Vft. Và đối với lại nhiệt lượng thì nó luôn luôn phải có một cái sự cân bằng nhiệt như thế này. Tiếp theo chúng ta xem về phát nóng của khí cụ điện và dây dẫn. Khi có dòng điện chạy qua khí cụ điện và dây dẫn thì sẽ gây nên tổn thất công suất trong thiết bị và dây dẫn. Và lúc này nhiệt độ của thiết bị sẽ tăng lên. Các tổn thất có trong các cái thiết bị điện nó sẽ bao gồm là tổn thất công suất trên điện trở của dây, rồi tổn thất công suất
trên mạch tờ, đối với là những thiết bị nào mà có mạch tờ. Tổn thất công suất do dòng điện xoáy. Dòng điện xoáy ở đây thì đối với lại các cái thiết bị điện mà nó tải dòng điện xoay chiều, thì dòng điện xoay chiều nó sẽ hình thành cái từ trường, và từ trường nó sẽ tạo ra cái dòng điện xoáy. Cái dòng điện xoáy này nó gây nên tổn thất. Và một cái tổn thất nữa là tổn thất trong điện môi. Đối với các vật liệu cách điện á, thì không phải là nó có một cái độ cách điện lý tưởng, mà vật liệu cách điện thì nó luôn luôn có một cái trở nhất định, và như vậy nó sẽ có một cái dòng điện rất bé đi qua cái điện trở này, và như vậy gây nên tổn thất. Đối với lại các đường dây trên không thì nó chủ yếu là tổn thất trên điện trở, bởi vì các đường dây này đó thì chỉ có điện trở thôi, nó không có các cái thành phần như là mạch tờ rồi điện môi vân vân, thì cái thành phần tổn thất trên cái đường dây trên không sẽ là điện trở. Và lúc này đó thì cái tổn thất nó sẽ phụ thuộc vào dòng điện bình phương. Đối với các thiết bị điện thì có hai cái tình trạng phát nóng. Một tình trạng phát nóng là phát nóng lâu dài, và tình trạng phát nóng thứ hai là tình trạng phát nóng ngắn hạn. Về tình trạng phát nóng lâu dài thì tình trạng này là gây ra do dòng điện làm việc lâu dài. Nó đi qua thiết bị trong một khoảng thời gian lâu. Và do là nó làm việc lâu dài nên là các cái phần tử của hệ thống điện hay là các cái thiết bị nó sẽ đạt đến cái trạng thái ổn định nhiệt. Và lúc này thì nhiệt độ trên thiết bị nó không đổi, nó giữ ở một cái mức nhiệt độ nhất định, và toàn bộ năng lượng phát ra do cái thiết bị này, nó phát ra do cái dòng điện đi qua điện trở, nó sẽ tỏa ra ngoài môi trường xung quanh. Đó là cái tình trạng phát nóng lâu dài. Đối với phát nóng ngắn hạn thì cái tình trạng này nó khác. Phát nóng ngắn hạn này xảy ra khi mà có ngắn mạch. Như vậy đó, khi mà có ngắn mạch thì cái dòng điện này nó có chỉ số rất lớn. Chỉ số này nó có thể lớn gấp 10 lần dòng điện làm việc bình thường. Dòng điện này nó là cái dòng điện ngắn mạch, hoặc cũng có thể là trường hợp quá tải ngắn hạn. Ví dụ như là các cái trường hợp động cơ nó khởi động chẳng hạn, thì cũng là trường hợp phát nóng ngắn hạn. Hoặc là cái thiết bị nó mang tải đột ngột, tăng tải đột ngột thì cũng gây nên phát nóng ngắn hạn do cái dòng điện nó tăng cao. Đặc điểm của cái dòng điện này đó là nó chỉ tồn tại trong cái thời gian rất ngắn. Nếu như là dòng điện ngắn mạch đó, thì người ta cần phải cắt ngay ngắn mạch, nên là cái dòng điện ngắn mạch này nó cũng sẽ chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Đối với nhiệt độ của thiết bị thì nhiệt độ của thiết bị nó sẽ tăng lên rất nhanh do nó được cung cấp một cái lượng năng lượng lớn. Dòng điện ngắn mạch nó sinh ra cái dòng điện, nó sinh ra nhiệt, và nhiệt này nó sinh ra một cái khối lượng lớn, nên là nó làm cho nhiệt độ của thiết bị tăng nhanh. Nhưng do cái thời gian tăng nhiệt nó được duy trì rất là ngắn, nên là nhiệt độ này nó chưa cao, chưa đạt đến cái chỉ số cao đó, và chưa đạt đến cái trạng thái ổn định. Nó có thể tăng lên đến khoảng 200 độ C, 300 độ C, nhưng mà nó cũng chưa đạt đến trạng thái ổn định. Và để đơn giản, trong cái quá trình khảo sát cái chế độ này đó, thì ta coi rằng là cái hệ thống này nó là một cái hệ thống không tỏa nhiệt vào môi trường xung quanh. Toàn bộ cái năng lượng tỏa ra trong thiết bị nó sẽ chỉ làm tăng nhiệt độ của phần tử. Chúng ta coi cái điều kiện là như thế. Thì khi mà chúng ta coi cái điều kiện là như vậy đó, thì cái bài toán tính toán nhiệt ở đây nó sẽ đơn giản hơn. Cái bài toán tính toán này người ta còn gọi là cái quá trình đoạn nhiệt. Một quá trình đoạn nhiệt là một cái quá trình mà nhiệt nó chỉ làm cho cái vật nó nóng lên và nó không có tỏa ra môi trường. Tiếp theo chúng ta xem về nội dung thứ ba là nhiệt độ phát nóng cho phép.
nhiệt độ phát nóng cho phép của vật liệu đó, của thiết bị, nó được xác định bởi ba cái yếu tố. Thứ nhất là độ bền cơ của vật liệu, thứ hai là chất lượng và sự tin cậy làm việc của các mối nối, thứ ba là độ bền nhiệt và điện của các vật liệu cách điện. Là chúng ta xem về cái độ bền cơ của các vật liệu. Ở đây đấy có các cái vật liệu là nhôm, rồi thép, đồng. Thì chúng ta thấy thế này, cái đường C đây là cái độ bền cơ của thép. Thì ở cái nhiệt độ thấp đó, từ 0 cho đến 200 độ C thì chúng ta thấy rằng là cái độ bền cơ của thép nó tăng lên. Đến 300 độ C, trong khoảng 200-300 độ C thì độ bền cơ của thép là cao nhất, sau đó nó giảm xuống. Đối với thép thì chúng ta biết rồi, ở cái nhiệt độ thấp thì thép nó có cái tính giòn, nhưng khi mà lên đến nhiệt độ cao đó, khoảng 200-300 độ C thì nó dẻo hơn và nó có cái độ bền tốt hơn. Đó là đặc điểm của thép. Còn cao quá đó thì lúc này cái thép, đối với thép thì nó bắt đầu nó mềm ra, và như vậy cái độ bền của nó sẽ giảm xuống. Đó, còn đối với lại đường E đây là nhôm. Nhôm thì chúng ta thấy là đối với nhiệt độ hơn 100 độ C đó thì độ bền của nhôm là 100%, nhưng mà tăng nhiệt độ lên thì độ bền nó bắt đầu giảm xuống. Và chúng ta thấy là khi nó tăng đến nhiệt độ 300 độ C thì độ bền của nó chỉ còn 60% thôi. Lúc này nếu như một cái dây dẫn bằng nhôm nó làm việc ở 300 độ C này thì nó sẽ có thể dễ đứt hơn so với trường hợp ở nhiệt độ thấp. Tương tự như thế đối với lại đường dây đồng. Đồng này là đồng đỏ, đồng này là đồng để dẫn điện, làm vật liệu dẫn điện. Thì chúng ta thấy rằng là đồng thì nó sẽ có cái độ bền cao hơn nhôm. Cái nhiệt độ mà chịu đựng được khi làm việc, chúng ta thấy là nó sẽ cao hơn nhôm. Nó bắt đầu giảm từ 200 độ C nó mới bắt đầu giảm. Còn đối với lại các đường M1 và M2 là các cái đường mà phát nóng, chế độ phát nóng ngắn hạn và chế độ phát nóng dài hạn. Chế độ phát nóng ngắn hạn thì chúng ta biết rồi, là cái chế độ mà xảy ra ngắn mạch, nó chỉ phát nóng trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Chế độ phát nóng dài hạn là chế độ làm việc lâu dài. Về độ bền điện của cách điện, khi mà nhiệt độ tăng lên thì độ bền điện của vật liệu cách điện, ở đây chúng ta thấy đây là cái đặc tính độ bền điện của vật liệu cách điện. Đối với vật liệu cách điện đó, nó sẽ có cái độ bền 100% hay là độ bền nó là không thay đổi khi mà nhiệt độ của nó là từ hơn 80 độ trở xuống. Nhưng khi nhiệt độ nó tăng lên hơn 80 độ thì chúng ta thấy là cái độ bền của vật liệu cách điện nó bắt đầu giảm xuống. Và nó lên tới 100 độ đó thì độ bền của nó còn khoảng 75% thôi. Đến 120 độ thì nó chỉ còn khoảng 50%. Có nghĩa rằng là gì? Khi mà nhiệt độ tăng cao hơn 100 độ C thì cái độ bền của vật liệu cách điện nó giảm xuống. Và như vậy cái vật liệu cách điện đó nó sẽ không có còn đầy đủ tính chất cách điện, và nó có thể là dẫn đến cái cách điện đó nó bị đánh thủng. Và chúng ta xem đây một cái bảng về nhiệt độ cho phép của dây cáp và dây dẫn trần. Dây cáp là cái dây dẫn mà người ta có bọc cách điện, người ta gọi là dây cáp. Thì phần này, phần dây cáp chúng ta sẽ học sau để chúng ta hiểu rõ hơn. Ở đây đó chúng ta thấy cái trong cái bảng này người ta cho cái nhiệt độ. Ở đây nó có hai cái nhiệt độ cho phép. Một cái nhiệt độ cho phép delta cho phép này, CP. Đây là nhiệt độ làm việc lâu dài. Còn delta cho phép max, delta CP max, đây là nhiệt độ cho phép ngắn hạn. Một cái dây dẫn trần chẳng hạn, dây dẫn này người ta không có bọc gì hết và người ta có thể sử dụng cho các đường dây trên không.
dây dẫn này có thể làm bằng chế tạo bằng đồng hoặc là bằng nhôm, thì chúng ta thấy là nhiệt độ cho phép của nó đó là 70 hoặc là có một số trường hợp đó là 80 độ C tùy theo là cái vật liệu. Như vậy chúng ta thấy là cái chế độ làm việc lâu dài của cái dây này nó chỉ 70 đến 80 độ C thôi. Nhưng khi nó xảy ra ngắn mạch thì nhiệt độ cho phép của nó được lên tới là 300 độ C đối với lại đồng và 200 độ C đối với lại dây nhôm. Như vậy là bình thường nó có thể làm việc ở 70 độ C, nhưng khi xảy ra ngắn mạch nó sẽ tăng lên đến 300 độ C, cho phép tăng lên 300 độ C đối với dây đồng. Còn đối với dây cáp điện, cáp bọc PVC là cáp mà bọc nhựa polymer đó, sử dụng cho các loại dây mà chúng ta sử dụng ở trong điện nhà chúng ta đấy, thì chúng ta thấy là nhiệt độ làm việc lâu dài là 70 độ C, cao nhất là 70 độ C. Còn khi mà xảy ra ngắn mạch, nhiệt độ nó là lên 160 độ C, chỉ cho phép đến 160 độ C thôi, với cái tiết diện là bé hơn 300 ly vuông, tiết diện của lõi cáp này là bé hơn 300 ly vuông. Và chúng ta thấy thế này, khi mà xảy ra ngắn mạch, nhiệt độ của lõi nó tăng lên rất cao và nó có thể là làm cho cái lớp nhựa PVC nó chảy ra. Đó, cho nên là cái điều kiện ở đây là nhiệt độ của cái lớp nhựa này không được vượt quá 160 độ C. Đó. Còn đối với lại vật liệu XLPE đó, là một lại cái loại vật liệu và cũng là loại nhựa. Nhựa này là nhựa PE và có cái liên kết ngang. Trong cái cấu tạo hóa học của nó có liên kết ngang. Cái loại vật liệu này thì thường được sử dụng cho các cái cáp điện điện áp cao. Thì cái loại cáp mà bọc cách điện XLPE này nó có cái nhiệt độ cho phép làm việc trong cái chế độ lâu dài là 90 độ C, và khi mà xảy ra ngắn mạch thì nhiệt độ nó lên tới là 250 độ C. Ngoài ra thì còn có các vật liệu khác như là giấy tẩm dầu cao su, và nó cũng có hai cái loại nhiệt độ cho phép làm việc lâu dài và nhiệt độ cho phép ngắn hạn. Đối với chất lượng và độ tin cậy của mối nối cũng rất là quan trọng. Mối nối là cái nơi mà cũng rất là dễ phát nhiệt, và mà người ta đã thống kê trong thực tế việc hư hỏng các mối nối chiếm cái tỷ lệ rất lớn gây nên các cái sự cố vào trong hệ thống điện. Vì vậy cho nên hai cái yếu tố mà quyết định cái nhiệt độ cho phép làm việc của thiết bị hoặc là dây dẫn điện đó là cái độ bền điện và nhiệt của vật liệu cách điện, và thứ hai là mối nối.